Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 536. Diệp Thần bóp cái thủ quyết, đem thuật pháp hóa giải mất, trong gió mộng khôi phục lại, nhưng gương mặt vẫn là đỏ bừng, tinh thần khó mà tự kiềm chế. Tốt, ta chỉ là muốn thí nghiệm một thoáng, không có ác ý, nói hồi trở lại chính sự. Diệp Thần nghiêm túc gương mặt, nhìn về phía thiên nữ nói, thần Chu Thiên Kiếm mang đến sao? Thiên nữ nói, mang đến, người muốn mượn kiếm bao lâu? Nói xong, thiên nữ tay nắm kiếm quyết, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu vàng óng, theo phía sau nàng phóng lên tận trời, nở rộ vạn trượng hào quang, rực rỡ nóng rực cực điểm, tựa như có thể càn quét hết thảy hắc ám. Đây chính là thần Chu Thiên Kiếm. Trước đây thiên gia nữ dựa vào thần Chu Thiên Kiếm một vệt kiếm ảnh, liền có thể áp chế thôn hồn quỷ châu hắc ám khí tức, thần Chu Thiên Kiếm ban đầu rèn đúc cấu tứ, chính là vì phá diệt hắc ám, là thế gian hết thảy hắc ám khắc tinh, đối hết thảy hắc ám đổ vật, có nghịch thiên khắc chế hiệu quả. Diệp Thần nhìn xem cái kia thần Chu Thiên Kiếm cũng là thấy này kiếm cấu tạo tinh xảo, pháp tắc vĩ đại. Thanh kiếm này, có thể hay không chém đi ta trái tim bên trên virus? Diệp Thần tầm mắt sáng rực, nhìn xem thiên nữ hỏi. Trước mắt hắn nhức đầu nhất sự tình, liền là trên trái tim virus. Thiên nữ nói, cái kia virus, đã cùng trái tim của ngươi, hòa làm một thể, không cách nào lại tước đoạt, nếu là chém đi virus, vậy cũng muốn chém vỡ trái tim của ngươi, virus chết, ngươi cũng muốn chết. Dừng một chút, thiên nữ vừa cười nói, ai, kỳ thật, Diệp Thần, này virus cũng không có gì lớn, ngươi có thiên hỏa mệnh tinh, thể chất nóng rực, bách độc bất xâm, nhiều nhất tốn hao thời gian 3-5 năm. Lợi dụng thiên hỏa năng lượng, cũng đủ để đem hết thảy virus đốt chết rồi. Liền là sắp đến tinh không tranh bá thi đấu, ngươi là không tiện lại đi tham gia, ha ha. Thiên nữ nghĩ đến Diệp Thần tâm bẩn bị virus quấn quanh, cái kia đối với nàng mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì virus quấn dưới khuôn mặt, Diệp Thần vô pháp vận dụng toàn bộ lực lượng, loại kia tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, Diệp Thần không phát huy ra toàn lực, liền không khả năng chiếm lấy quán quân. Thiên nữ chế tạo ra thần Chu Thiên Kiếm, nàng hiện tại đoạt giải quán quân hy vọng phi thường lớn. Tốt, không nói virus sự tình ta sẽ giải quyết. Diệp Thần lắc đầu, hắn cũng biết thiên nữ tâm tư, muốn gọi thiên nữ hỗ trợ giải quyết virus, đó là trăm triệu không có khả năng, chỉ có thể dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp. Dùng Diệp Thần thể chất mạnh mẽ, chỉ cần hắn không tìm đường chết, này virus không cần mệnh của hắn, theo thời gian có thể chậm rãi làm nhạt. Nhưng vấn đề là tinh không tranh bá thi đấu lập tức liền bắt đầu, mang theo virus, hắn căn bản là không có cách dự thi. Thiên nữ, ngươi mượn kiếm cho ta, để cho ta trước chém đi tinh không đạo thư hắc ám lại nói. Diệp Thần tế ra tinh không đạo thư, chỉ thấy tinh không đạo thư diệp, quấn quanh lấy từng sợi khói đen, những hắc khí này còn không có xâm nhập tinh không đạo thư bản nguyên, chẳng qua là tại diệp quấn quanh. Bệnh hướng cạn trung y, Diệp Thần biết rõ đạo lý này. Hắn mình đã bị virus công tâm, hắn có thể không muốn nhìn thấy tinh không đạo thư cũng bị hắc ám ô nhiễm. Thiên nữ thần Chu Thiên Kiếm, là hết thảy hắc ám khắc tinh, đang thích hợp lấy ra tịnh hóa tinh không. Thiên nữ tầm mắt nhìn tinh không đạo thư, theo cái kia tinh không đạo thư bên trên, nàng bắt được vô tận linh tính, thật không biết này tinh không đạo thư bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Diệp Thần tịnh hóa tinh không, thực lực nhất định có thể lớn tiến bộ lớn. Có thể sẽ uy hiếp được thiên nữ đoạt giải quán quân. Bất quá, trước đây cùng Sử Hoàng chém giết, Diệp Thần đã cứu thiên nữ tính mệnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, lúc trước mượn kiếm ước định, nàng tất nhiên là tuân thủ. Cầm đi đi. Thiên nữ ngón tay ngoắc ra một cái, thần Chu Thiên Kiếm từ trên bầu trời bay rơi xuống Diệp Thần trong tay. Oanh. Diệp Thần nắm thần Chu Thiên Kiếm, lập tức thấy vô tận năng lượng cuồn cuộn. Thanh kiếm này khí thế quá mênh mông theo đúc thành một khắc này bắt đầu, liền đã bên trên ứng tinh không, tự động đạt được tinh không chúc phúc, năng lượng nội tình chi thâm hậu vượt xa không không thời không phổ thông thần khí. Mà lại, thanh kiếm này, đã công nhận thiên nữ cái này đúc kiếm người, cung cấp là thiên nữ thân thể một bộ phận, người ngoài là đoạt không đi, trừ phi trước đem thiên nữ giết chết. Hảo kiếm, hảo kiếm, thiên nữ, có thể đem đúc kiếm bản vẽ cho ta không? Ta cũng muốn rèn đúc một thanh. Diệp Thần tầm mắt sáng rực nhìn xem thiên nữ nói. Thiên nữ cười nói, vô dụng, thần Chu Thiên Kiếm đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, thanh kiếm này cùng thiên đạo tinh không đại khí vận phù hợp với nhau, một khi rèn đúc ra tới một thanh,
liền là vạn cổ duy nhất tồn tại, tạo không ra thanh thứ hai. Ngươi coi như y dạng họa hồ lô, rèn đúc ra cùng thần Chu Thiên kiếm giống nhau như đúc kiếm, thanh kiếm kia cũng sẽ không có cái gì đại khí tượng, càng sẽ không đạt được thiên đạo tán thành, bất quá sắt vụn thôi. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu rõ, thần Chu Thiên kiếm loại cấp bậc này thần khí, ẩn chứa thiên địa đại khí vận là có hạn, một thanh kiếm đúc tạo nên, sẽ cùng một tôn đế hoàng sinh ra, sẽ không còn có cái thứ hai đế hoàng. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ thấy Diệp Thần biểu lộ, mắng, không có tiền đồ. Một thanh thần Chu Thiên kiếm mà thôi, người cần phải như thế chân ái tiếc hận. Diệp Thần nói, tiền bối, chẳng lẽ người còn có so thần Chu Thiên kiếm lợi hại hơn binh khí? Tinh đạo long nữ nói, ta không có, nhưng người có thể là luân hồi chi chủ A, chính người không sẽ nghĩ biện pháp, tư tưởng ra một thanh so thần Chu Thiên kiếm còn lợi hại hơn binh khí sao? Luân hồi sách, rừng rậm sách, quang minh chi tâm, thôn hồn quỷ châu, bất hủ phong bia, thiên tội cổ kiếm các loại, từ xưa đến nay, vô số tiên hiền tư tưởng ra đủ loại thiên mã hành không, vĩ đại rộng rãi kỳ quan, người thân là luân hồi chi chủ, sẽ không tư tưởng ra thuộc về mình đạo sao? Người phải nghĩ biện pháp, rèn đúc chính mình kỳ quan, mà không phải cái gì đều muốn dùng đồ của người khác. Một phen, tựa như là cảnh tỉnh, nhưng Diệp Thần lập tức ngây dại. Rèn đúc chính mình kỳ quan, thật sự là hắn không có nghĩ qua. Trầm ngâm nghĩ đo một cái, Diệp Thần cười nói, tiền bối nói đúng, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ rèn đúc thuộc về mình kỳ quan. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tâm thái liền yên bình, tay cầm lấy thần Chu Thiên kiếm, đem tinh không đạo thư tế lên, tinh không đạo thư thăng thiên hóa ra một mảnh cuồn cuộn rộng lớn tinh không thế giới. Tại cái kia tinh không thế giới rìa, nhấp nhô từng sợi sương mù màu đen ai, chính là tinh không đạo thư dính vào hắc ám. Thiên kiếm phá giết, hắc ám tán loạn. Diệp Thần linh khí thôi động, vung lên thần Chu Thiên kiếm, từng đầu kiếm khí bén nhọn, mang theo cuồn cuộn rực hà gào thét mà ra, hướng về tinh không rìa chém đi. Hiu hiu hiu, kiếm khí phá giết, một màn kinh người xuất hiện, liền thấy tinh không rìa hắc ám khí tức, tại Diệp Thần kiếm khí nghiền ép dưới, trong nháy mắt liền tán loạn mà đi, triệt để trừ khử. Toàn bộ tinh không, lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tinh khiết sáng long lanh như ngọc, không còn có một điểm hắc ám sa đọa khí tức, chỉ có tinh khiết. Thấy thế, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm này thần Chu Thiên kiếm quả nhiên lợi hại, quả thực là hắc ám khắc tinh, nhất kiếm xuống, tinh không đạo thư hắc ám, liền tiêu tán đến sạch sành xanh. Rất tốt, thiên nữ, đa tạ ngươi. Diệp Thần đem thần Chu Thiên kiếm trả lại thiên nữ, cười nói tạ. Thiên nữ nhìn thấy khôi phục tinh khiết tinh không, cũng là mỉm cười, nói, có thể đến giúp ngươi liền tốt, ước định hoàn thành, vậy chúng ta liền không ai nợ ai. Diệp Thần ừ một tiếng, cùng thiên nữ lập tức không phản đối, hai người trầm mặc xuống. Yên lặng rất lâu, thiên nữ trước hết nhất đánh vỡ yên lặng, nói cái kia, ta đi. Diệp Thần nói, ừm, lại hỏi, ngươi sau đó phải đi nơi nào, về sau là ở tại Thương Lôi Sơn bên trên sao? Ngươi chế tạo ra thần Chu Thiên kiếm, kiếm tử Tiên Trần có thể hay không trả thù ngươi? Thiên nữ nói, ta nha, ta chuẩn bị đi chân lý sẽ một chuyến, bái Nguyên Thiên Đế vi sư, ta nghe nói hắn bế quan mau ra đây, còn có trước đó Diêu Thu Lâm hộ pháp ủy thác ta, điều tra Long Xào hồn tộc cùng quỷ giới cấu kết sự tình, đây thật ra là Sử Hoàng đang dở trò, ta cũng muốn hướng nàng hồi báo một tiếng mới được. Diệp Thần lấy làm kinh hãi nói, ngươi muốn bái Nguyên Thiên Đế vi sư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên nữ nói, lần này cùng Sử Hoàng tranh đấu, ta phát hiện được ta lực lượng, kém xa tít tắp ngươi, ta cần muốn trở nên mạnh hơn, nếu là có thể đạt được Nguyên Thiên Đế chỉ bảo, ta có lẽ có thể càng tiến một bước. Đến mức kiếm tử Tiên Trần, hắn cũng là không có cách nào trả thù ta, ta có Thương Lôi lão tổ bảo hộ, không cần lo lắng, ta nghe nói hắn hướng đại chủ tể cáo trạng, nhưng đại chủ tể tựa hồ cũng không quá phản ứng đến hắn. Diệp Thần nói, có đúng không? Thiên nữ nói, tinh không tranh bá thi đấu ngươi muốn tham gia sao? Diệp Thần nói, đó là đương nhiên. Thiên nữ nói, có thể là ngươi trái tim có bệnh độc. Diệp Thần nói, không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp tại tranh tài trước chữa cho tốt, coi như chị không hết, ta cũng sẽ không thiếu thi đấu. Thiên nữ cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, chúng ta ngay tại tinh không tranh bá thi đấu bên trên gặp mặt. Diệp Thần nói, một lời đã định.
Thiên nữ cùng trong gió mộng rời đi. Diệp thần tinh không đạo thư hắc ám tán đi, xem như giải quyết một cọc tai họa ngầm. Hắn tinh thần câu thông tinh không đạo thư nội bộ, thấy ngôi sao nhỏ thân ảnh, liền thấy ngôi sao nhỏ ngoại hình, lại lớn lên một chút, biến thành một cái 17-18 tuổi đại cô nương bộ dáng, dáng người cũng phát dục nhiều, so dĩ vãng đầy đặn rất nhiều, xem ra tinh không đạo thư hắc ám tán đi, nàng cũng là đạt được to lớn tăng thêm. Ngôi sao nhỏ, người lại lớn lên, thật sự là biến thành đại tinh tinh. Diệp thần cười nói. Ngôi sao nhỏ hừ một tiếng nói, ca ca ngươi mới là đại tinh tinh, ta có thể là đại tinh thần. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ta suy tính đến thiên cơ, thế gian này có một loại thần vật, có thể cấp tốc chữa cho tốt ngươi trái tim virus, gọi tinh cổ san hô. Diệp thần nói, tinh cổ san hô. Ngôi sao nhỏ nghiêm mặt nói, đúng vậy, bất quá, ta chỉ suy tính đến tinh cổ san hô bốn chữ, nhưng vật kia cụ thể hạ lạc, ta không biết, ca ca, chính ngươi điều tra một chút đi. Ta còn muốn giúp ngươi chế tạo luân hồi sách đâu, rất bận rộn. Diệp thần cười nói, tốt, biết, cảm ơn. Tinh thần theo tinh không đạo thư bên trong ra tới, Diệp thần tâm bên trong đọc thầm lấy tinh cổ san hô bốn chữ, chính mình bấm ngón tay nếm thử suy tính một thoáng, lại phát hiện thiên cơ xa vời, một mảnh sương mù, manh mối quá ít, căn bản suy tính không rõ. Xem ra cần phải hồi trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung một chuyến, tìm Nhậm Tiền Bối thương lượng một chút. Diệp thần tính toán, tinh không tranh bá thi đấu đem đến, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết trái tim virus, bằng không đợi tranh tài bắt đầu, dùng hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng đoạt giải quán quân. Tại quỷ giới bên trong lại dừng lại một ngày, Diệp thần xử lý tốt hết thảy sự vụ về sau, liền đạp lên thiên quang trục nhật hạm, trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Oanh long long, vừa ra quỷ giới, Diệp thần lại thấy phương xa truyền đến đại khí tượng, nhưng lần này, cùng thiên nữ thần Chu Thiên Kiếm khi xuất hiện trên đời rực rỡ khí tượng, khác biệt quá nhiều, mà là một cỗ ma đạo đại khí tượng. Phương xa có hỗn độn ma khí trùng thiên, muôn vàn ma thần gào thét, ma khí bên trong ẩn chứa vẩn đục ô uế nguyên chất, giải chư thiên, khiến cho người nghẹt thở. Diệp thần xem xét, đồng tử lập tức co rụt lại, nói, là thiên ma tinh hải khí tượng. Là ma phi thiên. Diệp thần hồi tưởng lại. Chân lý sẽ hộ pháp Diêu Thu Lâm từng nói qua, cực đạo ma tôn ma phi thiên, đang ở nếm thử chấp trưởng thiên ma tinh hải, thậm chí muốn cho thiên ma tinh hải, hóa thành tự thân chiến bào. Giờ khắc này, Diệp thần thấy phương xa hỗn độn ma khí trùng thiên khí tượng, lập tức liền cảm giác được, vạn cổ đến nay, một mực không người có thể trưởng khống thiên ma tinh hải, bây giờ đã bị người triệt để khống chế. Chúa tể giả, chính là cực đạo ma tôn ma phi thiên. Bốn đại chí cao thần khí một trong, ma thần nhất mạch cao nhất thần khí thiên ma tinh hải, bây giờ đã hóa thành ma phi thiên chiến bào. Ma phi thiên chấp trưởng thiên ma tinh hải, Chu võ hoàng trưởng khống thiên tội cổ kiếm, thiên nữ tay cầm thần Chu Thiên Kiếm, ha ha, xem ra sắp đến tinh không tranh bá thi đấu, ta muốn đoạt giải quán quân, cũng không phải chuyện dễ dàng gì a. Diệp thần tâm đầu ngưng trọng xuống tới, coi như hắn là trạng thái toàn thịnh, đối mặt bây giờ Chu võ hoàng, ma phi thiên. Thiên nữ đám người, cũng không phải dễ đối phó như vậy, huống chi trái tim của hắn còn mang theo virus, cục diện liền trở nên càng thêm khó giải quyết. Nhất định phải nhanh giải quyết hết virus mới được. Diệp thần khu động thiên quang trục nhật hạm, rất mau trở lại đến Thượng Hoàng Thiên Cung, đi tìm Nhậm Phi Phàm, lại thấy có một cái áo bào trắng nam tử, đang cùng Nhậm Phi Phàm cùng uống trà. Cái kia áo bào trắng nam tử, lại là đại chủ tể, Thương Thiên Bạch Vũ. Thấy đại chủ tể cũng tại, Diệp thần lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp thần, người trở về, đại chủ tể có chuyện muốn tìm ngươi. Nhậm Phi Phàm đặt chén trà xuống, gặp lại sau đến Diệp thần hồi tới, cười cười nói. Diệp thần có chút co quắp, hướng đại chủ tể thi lễ một cái, nói, đại chủ tể từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi tìm ta có việc. Đại chủ tể ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhậm Phi Phàm đứng dậy, nói các ngươi trò chuyện, ta có việc đi ra ngoài trước xử lý một chút. Quay người rời đi. Giữa sân chỉ để lại Diệp Thần cùng đại chủ tể hai người. Ngồi. Đại chủ tể mời Diệp Thần ngồi xuống, cũng rót cho hắn một chén trà. Diệp Thần gật đầu ngồi xuống, im lặng cầm lấy chén trà hớp một ngụm. Đại chủ tể cân nhắc ngôn từ, hỏi, ngươi gặp qua Vũ Xà Thần rồi. Diệp Thần nói, đúng. Đại chủ tể nói, hắn,
hắn nói cho ngươi Lạc Nguyệt sự tình. Nói đến đây, đại chủ tể biểu lộ, trở nên có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, còn có chút quẫn bách buồn khổ bộ dáng, Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Diệp Thần nói, nói một điểm, nó nói vị tiền bối kia, tựa hồ đối với đại chủ tể ngươi, có chút không tầm thường tình cảm. Đại chủ tể thân thể run lên, càng là buồn khổ bất đắc dĩ, thở dài nói, oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Lại hỏi, ngươi lúc nào thì thuận tiện vận dụng luân hồi sách? Diệp Thần nói, đại chủ tể, ngươi là muốn gọi ta sửa đổi đi qua sao? Đại chủ tể trầm ngâm một thoáng, nói, đúng vậy, Lạc Nguyệt nha đầu kia, hoàn toàn chính xác đối ta có chút không tầm thường tình cảm, chuyện nguyên nhân gây ra, là nàng tuổi nhỏ thời điểm, có một lần tại dã ngoại mạo hiểm, lọt vào ma giáo đệ tử chặn giết, mặc dù nàng giết ngược lại ma giáo, nhưng tự thân cũng trúng độc. Ta sau này chạy tới, thay nàng chữa thương trừ độc, nàng lại bởi vậy đối ta sinh ra một chút dị dạng tình cảm, ai, những vật này thật có chút bất đắc dĩ, thật sự là oan nghiệt, nàng cũng biết giữa chúng ta không có khả năng, cho nên buồn khổ không thôi, ta thành tâm ma của nàng, nàng nhìn từ bề ngoài tính tình hoạt bát thoải mái, nhưng ta biết nội tâm của nàng vặn vẹo cùng khốn khổ. Nàng vẫn muốn giết ta như vậy là có thể giải quyết tâm ma, cho nên nàng khắp nơi cùng ta tranh thiên mệnh, kỳ thật nàng thiên phú lợi hại hơn ta rất nhiều, nếu là thật đánh lên đến, ta là đánh không lại nàng, vẫn trốn tránh nàng. Sau tới thiên địa kịch biến, tinh không sụp đổ, chúng ta thương thiên bộ lạc, đã sớm suy tính đến ngày tận thế tới, cho nên chuẩn bị đủ loại chạy trốn sống sót thủ đoạn, tại sụp đổ buông xuống về sau, chúng ta liền cả tộc di chuyển. Nhưng, Lạc Nguyệt không chịu đi. Cuối cùng nàng ở gia tộc che chở cho, mặc dù sống tiếp được, nhưng tinh thần bị hắc ám ô nhiễm, đã thành một người điên. Ai, xét đến cùng, đều là bởi vì nàng có tâm ma, ta cùng nàng ở giữa oan nghiệt quá nặng, khiến nàng cuối cùng ngăn không được hắc ám xâm lấn, triệt để nổi điên. Nàng nói nàng bị vận mệnh lường gạt, thế mà để cho chúng ta lẫn nhau không có khả năng, cho nên nàng muốn phản kháng vận mệnh, đã sáng tạo ra ngu giả thần thuật. Bất quá thiên định một ít quy tắc cùng trật tự, là không thể sửa đổi, ta cùng nàng ở giữa không có nửa điểm khả năng, duy nhất khả năng cải biến, là tình cảm của nàng. Diệp Thần nghe xong đại chủ tể một phen, triệt để ngây dại yên lặng rất lâu, mới nói, đại chủ tể, người cùng Lạc Thần, các ngươi. Hai người các ngươi, thật đúng là tương ái tương sát. Đại chủ tể giống như giật điện run rẩy một thoáng, nói cũng đừng nói loại lời này, ta cùng lai lịch của nàng. Đã định trước là không thể nào, này sau này rất nhiều oan nghiệt khởi nguyên, đều là bởi vì ta từng tại nàng nhất tuyệt vọng, thời điểm tối tăm nhất xuất hiện thay nàng chữa thương. Cái kia chữa thương quá trình bên trong, còn có qua rất nhiều bất đắc dĩ tiếp xúc. Này oan nghiệt khởi nguyên, chỉ cần có thể cải biến, liền sẽ không có sau này rất nhiều thống khổ. Nói đến đây, đại chủ tể ngẩng đầu, vô cùng chờ mong ngắm nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, thế gian này. Chỉ có ngươi có khả năng cải biến quá khứ, nghịch chuyển đã từng phát sinh hết thảy. Chỉ cần ngươi ra tay, cải biến quá khứ, tốt nhất là do ngươi thay thế ta, thay Lạc Nguyệt chữa thương, cứ như vậy, chừng người cứu nàng là ngươi, không phải ta, nàng liền sẽ không lại đối ta có bất kỳ khác thường gì tình cảm, liền sẽ không có tâm ma, cuối cùng cũng sẽ không nổi điên. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, đại chủ tể, cái này đi qua, chỉ sợ là vô cùng xa xôi đi, ta muốn cải biến. Lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Đại chủ tể nói, vấn đề này, hoàn toàn chính xác phát sinh ở vô cùng xa xôi đi qua, nhưng ta một mực bảo lưu lấy đi qua thiên cơ, khóa chặt thời gian trường hà tọa độ, ta có thể giúp ngươi cấp tốc trở lại quá khứ, nhưng muốn cải biến, chỉ có thể dựa vào ngươi luân hồi sách lực lượng. Đang khi nói chuyện, đại chủ tể tờ tay gọi ra một đầu thao thao bất tuyệt sông lớn, đó là thời gian trường hà, tuyên cổ lưu chuyển không ngừng, một mực hướng phía trước. Chỉ có tiến lên, không có lui lại. Tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, có một tòa hải đăng, đó là đại chủ tể lưu lại đánh dấu. Hải đăng hạ biểu thị hình ảnh, liền là năm đó thương thiên Lạc Nguyệt thụ thương, hắn xuất hiện cứu vớt hình ảnh. Diệp Thần nhìn xem hình ảnh kia, tầm mắt ngưng lại, chính mình âm thầm suy tính một thoáng, nói, đại chủ tể, ta luân hồi sách có thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, mong muốn cải biến ngươi cái này đi qua. Ít nhất phải đem thiên địa nhị chữ chế tạo ra đến, ta trước mắt chỉ chế tạo ra một cái thiên chữ. Đại chủ tể muốn Diệp Thần cải biến đi qua, kỳ thật vô cùng đơn giản, liền là thay thương thiên Lạc Nguyệt chữa thương mà thôi. Liền cái này đi qua,
So cải biến quỷ đạo tổ sư bị sử thần giết chết, muốn dễ dàng vạn lần, cũng không khó khăn. Duy nhất chỗ khó, chính là cái này đi qua, phát sinh thời gian, thực sự quá rất xưa, muốn về đến xa xưa như vậy đi qua, Diệp Thần ít nhất phải chế tạo ra thiên địa nhị chữ chân lý, trước mắt chỉ có một cái thiên chữ là không đủ. Đại chủ tể vội vàng hỏi, cái kia muốn rèn đúc ra một cái khác địa chữ, còn bao lâu nữa? Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói ta không biết, đại chủ tể, nhưng người có thể để cho ta lấy hạ tinh không tranh bá thi đấu quán quân, cho ta vô lượng tài nguyên, có lẽ có thể làm cho ta tăng tốc chế tạo luân hồi sách tốc độ. Đại chủ tể biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nói công sự là công sự, việc tư là việc tư, luân hồi chi chủ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta bây giờ ủy thác ngươi, là chuyện riêng của ta. Này tinh không tranh bá thi đấu, chỉ cần bảo đảm tuyệt đối công bằng, ta sẽ không thiên vị bất luận cái gì người. Kỳ thật ta một mực tìm kiếm hoàn mỹ trật tự, muốn tạo ra một cái cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ thế giới, cũng không phải là ta chính mình một người nguyện vọng, mà là gia tộc ký thác vào trên người ta nguyện vọng, nếu có đến tuyển, ta càng muốn sống hơn đến dễ dàng tự tại một chút, mà không phải bây giờ như vậy gánh vác thiên đại trách nhiệm. Tinh không tranh bá thi đấu, là ta cùng gia tộc của ta, cho cơ duyên của ngươi, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền xem bản lãnh của ngươi, ta không thể thiên vị. Ngươi như thua, liền chứng minh chúng ta bàn cờ này đi nhầm. Diệp Thần tâm bên trong run lên, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nói, đúng, đại chủ tể, ta biết rồi. Đại chủ tể vẻ mặt dừng một chút, nói, ngươi hiểu rõ liền tốt, có nhiều khi, ta cũng là thân bất do kỷ, ngô. Bất quá ngươi bây giờ, trái tim xảy ra vấn đề, mong muốn đoạt giải quán quân, cơ hồ không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần trái tim, liếc thấy xuyên, Diệp Thần bị bệnh độc công tâm, tình huống không thể lạc quan. Diệp Thần nói, đúng vậy. Đại chủ tể ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, ta biết giữa đất trời, có một loại thần vật, có thể nhường ngươi cấp tốc chữa trị xong trái tim virus. Diệp Thần nói, tinh cổ san hô. Đại chủ tể ngạc nhiên nói, ngươi đã suy tính đến rồi. Diệp Thần cười khổ nói, không có, ta chỉ biết là tinh cổ san hô, có thể giúp ta trị liệu trái tim, nhưng này tinh cổ san hô, cụ thể ở nơi nào, ta lại là không biết. Đại chủ tể nói, phải không? Kỳ thật ngươi không biết, mới là như thường, bởi vì tinh cổ san hô chỗ trên mặt đất, toàn bộ thế giới thiên cơ, đều bị chân lý sẽ phong tỏa, người ngoài là không thể nào thăm dò bên trong tin tức, ngươi có thể nhìn trộm ra tinh cổ san hô bốn chữ, đã là rất đáng gờm rồi. Diệp Thần nói, há, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tò mò, không biết tinh cổ san hô ở nơi nào, này tinh cổ san hô, cũng không phải hắn suy tính ra, mà là ngôi sao nhỏ. Đại chủ tể nói, cái kia tinh cổ san hô, liền tại Sơn Thần Giới Vạn Tinh Hải bên trong. Sơn Thần Giới, là lần này tinh không tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm, ta vừa mới chuẩn bị đem cụ thể tọa độ, phát cho hết thảy người dự thi. Sơn Thần Giới, cũng là chân lý sẽ tổng đà nơi ở, truyền thuyết kia bên trong tinh không thần Sơn, liền tọa lạc tại Sơn Thần Giới trung ương nhất, nghe đồn núi này cùng tinh không bỉ ngạn là nhất tiếp cận, leo đến đỉnh núi đi lên, nhấc tay có thể hái ngôi sao. Mà tinh không thần Sơn bên trên tinh không thần trì, càng là có thể ký thác người linh hồn, chỉ cần thần trì không khô, người sẽ không phải chết. Vạn Tinh Hải là Sơn Thần Giới lớn nhất hải dương, tinh cổ san hô liền ở trong đó, bất quá đó là thời đại viễn cổ đặc sản, bây giờ đã đoạn tuyệt, nhưng Long Hải Thần Cung còn có tinh cổ san hô cất kỹ. Người đi Vạn Tinh Hải đáy biển, tìm tới Long Hải Thần Cung, báo lên tên của ta, cùng bọn hắn yêu cầu một phần tinh cổ san hô. Xem bọn hắn có thể hay không cho ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Diệp Thần nói, Sơn Thần Giới, Vạn Tinh Hải, Long Hải Thần Cung. Tốt, đại chủ tể, ta biết rồi, đa tạ giúp đỡ. Nếu có thể đạt được tinh cổ san hô, Diệp Thần là có thể cấp tốc giải quyết hết trái tim virus. Đại chủ tể trần chờ một thoáng, nói, bất quá, Long Hải Thần Cung có chịu hay không nắm tinh cổ san hô cho ngươi, ta không dám hứa chắc. Bởi vì bọn họ là chân lý sau đó thuộc thế lực, mà bây giờ chân lý sẽ bên trong, có thật nhiều người đối ta rất nhiều lời oán giận. Bởi vì ta cùng Nguyên Thiên Đế câu thông qua, muốn đem tinh không thần Sơn lấy ra, chính là lần này tinh không tranh bá thi đấu trung cực ban thưởng, Nguyên Thiên Đế cũng đáp ứng. Chân lý sẽ lên hạ xôi trào khắp trốn, có thật nhiều người phản đối, bởi vì tinh không thần Sơn là trong lòng bọn họ thánh địa,
Sơn thần giới cũng là bọn hắn tổng bộ chỗ, nếu là tinh không thần sơn bị người chiếm đi, bọn hắn quả quyết không thể nào tiếp thu được. Nhưng Nguyên Thiên Đế kỳ thật đã sớm nghĩ dọn đi rồi, rời đến hắn nữ nhi trên địa bàn đi. Diệp thần khẽ giật mình, nói, Nguyên Thiên Đế nữ nhi là ai? Đại chủ tể nói, chính là Mỹ thần, ngươi quên sao? Diệp thần a một tiếng, này mới tỉnh ngộ, Mỹ thần là Nguyên Thiên Đế sáng tạo ra, xem như Nguyên Thiên Đế nữ nhi, Nguyên Thiên Đế năm đó vì đối kháng sử thần, đem thế gian hết thảy Mỹ hảo cùng chúc phúc, đều hội tụ đến Mỹ thần trên thân. Đại chủ tể khoát khoát tay, nói, được rồi, Nguyên Thiên Đế cũng nhanh xuất quan, những chuyện này, chậm một chút lại nói, tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, chân lý trong hội bộ, căm hận ta người rất nhiều, đều cho rằng ta chiếm lấy bọn hắn thánh địa. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, bọn hắn cũng sẽ phái ra thiên tài tham chiến, bảo đảm bắt lại tinh không thần sơn, cự tuyệt di chuyển đến Mỹ thần trên địa bàn đi. Bởi vì Mỹ thần là Nguyên Thiên Đế nữ nhi, một khi di chuyển đến trên địa bàn của nàng, cái kia chân lý trong hội bộ, có thật nhiều quyền cao chức trọng người, đều muốn thất thế, quyền hành sẽ rơi xuống Mỹ thần trong tay, đây là những người kia không muốn nhìn thấy. Bọn hắn đã vi phạm với sơ tâm, vi phạm với chân lý sẽ thành lập thời điểm, truy cầu trung cực thiên đạo chân lý nguyện vọng, chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi. Người đi đến Long Hải Thần Cung, coi như báo lên tên của ta, bọn hắn cũng chưa chắc chịu nắm tinh cổ san hô cho ngươi. Diệp thần sầm mặt lại, nói, nếu như bọn hắn không cho, cái kia nên như thế nào? Đại chủ tể nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười, nói, bọn hắn không cho, ngươi liền đi trộm, liền đi đoạt, đem bọn hắn người toàn bộ giết sạch, cái kia tinh cổ san hô tự nhiên sẽ là của ngươi. Tại Vạn Tinh Hải bên trong, có tam đại thế lực, ngoại trừ Long Hải Thần Cung bên ngoài, còn có Chiêu Dương Hải Điện cùng Nước Sạch Cốc, bọn họ đều là chân lý sẽ phụ thuộc thế lực, cũng không phải là hạch tâm. Người đem bọn hắn toàn giết sạch, cũng không tính là gì việc lớn, nhiều nhất bị chân lý sẽ chỉ trích vài câu thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn dám vi phạm Nguyên Thiên Đế ý chí, động thủ giết người báo thù hay sao? Diệp thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới đại chủ tể ác như vậy, còn muốn đem người giết sạch đoạt bảo, bất quá dùng Diệp thần đạo tâm, hắn là sẽ không lung tung lạm sát kẻ vô tội. Đại chủ tể, ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm tới tinh cổ san hô. Diệp thần tâm hạ bàn tính, nếu như như thường đường tắt, lấy không được tinh cổ san hô, hắn dự định lặng lẽ trộm ra. Nắm giữ đại hoang thâu thiên thuật cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp hắn, trộm cắp kỹ thuật chư thiên thứ nhất, chỉ cần Long Hải Thần Cung cấm chế phòng ngự không phải quá bất hợp lý, hắn đều có biện pháp có khả năng đem đồ vật trộm ra, tránh cho máu tanh chiến đấu sát lục. Đại chủ tể nói, rất tốt, người đi đi, thời gian không nhiều lắm, mau mau chỉ tốt trái tim, kể từ đó, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, người mới có thể cầm tới quán quân. Mặt khác, ta suy tính đến, bệnh ách ma quân bên kia, đoán chừng cũng có động tác, có thể sẽ phái người ngăn cản ngươi chiếm lấy tinh cổ san hô. Diệp thần tâm bên trong run lên, nói, bệnh ách ma quân sao? Đại chủ tể nói, đúng vậy, hắn biết mình bệnh ách, có thể bị đồ vật gì giải quyết, cho nên làm ngươi giờ khắc này, có chiếm lấy tinh cổ san hô suy nghĩ, hắn lập tức là có thể bắt được thiên cơ, thậm chí trước ngươi một bước, phái người đi sơn thần giới Vạn Tinh Hải, nếu là Long Thần Hải cung người, bị hắn ô nhiễm khống chế, hoặc là tinh cổ san hô bị bệnh ách ô nhiễm, vậy nhưng cực kỳ không ổn, ngươi mau sớm xuất phát mới được. Diệp thần con ngươi ngưng tụ, nói, đúng. Nghĩ đến bệnh ách ma quân có thể sẽ nhúng tay, hắn cũng khẩn trương lên, ta lập tức liền xuất phát. Đứng dậy, liền muốn xuất phát. Đại chủ tể kêu lên, cũng không cần vội như vậy, ngươi nghỉ ngơi một đêm, ta trước chuẩn bị, ngày mai ta gọi người dẫn ngươi đi sơn thần giới. Ngươi vội vội vàng vàng như thế đi qua, sơn thần giới cấm chế phong tỏa, ngươi cũng vào không được, cưỡng ép đánh vỡ cấm chế lời, chân lý sẽ thủ hộ không được đem ngươi làm địch nhân giết. Diệp thần chìm nhưng nói, được a, vậy liền ngày mai xuất phát. Lại hỏi, nếu sơn thần giới có cấm chế phong tỏa, cái kia bệnh ách ma quân người làm sao đi vào? Đại chủ tể nói, bọn hắn có tà môn thủ đoạn, ngươi muốn đường đường chính chính đi vào, không phải bị chân lý thông suốt tập. Đó là phiền phức ngập trời. Diệp thần nói, đúng, ta hiểu rõ. Ngay sau đó, Diệp thần ngay tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, an đốn cư ở một đêm, thoáng nghỉ ngơi, cùng chư nữ đoàn viên, chờ đợi đại chủ tể an bài. Chờ đến ngày thứ hai, đại chủ tể mang theo một người tới.
Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, đại chủ tể mang tới người, lại là Thiên Đao gia tộc gia chủ, đương thời Thiên Đế bảng bài danh trước ba siêu cấp cường giả, phụ tưởng một đao tối cường người tu luyện, Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ. Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ, là Diệp Thần bản thân phụ thân của Hàn Diễm, hắn đem vô tưởng một đao tu luyện tới đỉnh phong, đắc đạo đại thành, nhất cử đưa thân Thiên Đế bảng trước ba liệt kê, phi thường cường hãn. Trước kia Nhậm Phi Phàm, từng cùng rất nhiều thế lực, tại Thiên Đao gia tộc ký kết Thiên Đao thệ ước, Đao Thiên Đế liền là thệ ước người chứng kiến, thực lực của hắn có thể nghĩ. Chỉ bất quá, Đao Thiên Đế chấp trưởng Thiên Đao gia tộc, bình thường chỉ chuyên tâm luyện đao, rất ít nhúng tay thế gian nhân quả, cho nên tại không không lúc nào không, thanh danh không tính quá hiển hách. Chỉ thấy Đao Thiên Đế giữ lại râu dài, hai con ngươi như điện, ăn mặc một thân màu vàng kim Thiên Đế trường bào, trên người có long phượng khí tượng phù đằng, mặc dù đứng tại đại chủ tể bên người, khí thế cũng không có yếu đi nơi nào. Diệp Thần không nghĩ tới, đại chủ tể sẽ đem Đao Thiên Đế mang tới. Đao Thiên Đế hướng Diệp Thần khách khí chắp tay, nói, luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp. Diệp Thần nói, Đao Thiên Đế tiền bối, đã lâu không gặp. Dừng một chút, lại trần chờ hỏi, tìm tới Hàn Đệ sao? Trước đây tại gió lốc tinh vực, Diệp Thần cùng Thiên Khải Chí Tôn, Tinh Đồng Thiên Tôn từng có một phiên đại chiến, lúc ấy, bảy ác mộng một trong phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng, Ngạc Tuyền chi thủy sát khí phát tác, biến thành quái vật, liền muốn bừa bãi tàn phá, là Hàn Diễm hóa thân thái cổ kiếm ma, đem Triệu Ngưng Mộng mang đi. Ai cũng không biết, Hàn Diễm đem Triệu Ngưng Mộng mang đi nơi nào, hai người từ nay về sau, liền mất tích. Diệp Thần cắt cử luân hồi trận doanh người, đi điều tra tìm kiếm qua, nhưng một mực không có kết quả. Hàn Diễm gia tộc, Thiên Đao gia tộc người, còn có phụ thân hắn Đao Thiên Đế, tự nhiên cũng là kiệt lực đang tìm kiếm hắn. Đao Thiên Đế vẻ mặt rất khó coi, cười khổ nói, ta mới vừa ở hôm qua, tìm được Hàn Diễm, đứa nhỏ này, đúng là điên, lại muốn áp chế cái kia phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng ác mộng sát, nữ nhân kia có thể là bảy ác mộng một trong. Nàng ác mộng sát phát tác, đã nhất định lưu lạc thành một cái quái vật, không cách nào cứu vãn. Diệp Thần tâm bên trong đại chấn, vội vàng hỏi, cái kia Hàn Đệ hiện tại như thế nào? Còn có, phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng đâu? Nhớ tới Triệu Ngưng Mộng, Diệp Thần cũng là có chút điểm lo lắng. Triệu Ngưng Mộng dù sao là bằng hữu của hắn, lúc trước cũng là theo Triệu Ngưng Mộng trong miệng, Diệp Thần mới biết được thôn hồn Quỷ Châu truyền thuyết, mới biết được thôn hồn Quỷ Châu thôn phệ chi lực. Có thể dùng tới đối phó Ngạc Tuyền chi thủy, trực tiếp đem Ngạc Tuyền chi thủy thôn vệ hấp thu hết. Bất quá, trước mắt Diệp Thần chỉ có thể phát huy ra thôn hồn Quỷ Châu 3-4 thành lực lượng, nghĩ hoàn toàn thôn vệ Ngạc Tuyền chi thủy, có chút khó khăn, nhưng ít ra có khả năng đại đại giảm bớt ác mộng sát. Giống Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, bọn hắn đều chịu Ngạc Tuyền chi thủy làm phức tạp, có Diệp Thần ở đây, chỉ ít có thể dùng giúp bọn hắn thoáng hóa giải một chút thống khổ. Đao Thiên Đế nói, Hàn Diễm nhận Ngạc Tuyền chi thủy sát khí trùng kích, lại thêm nhập ma quá sâu, bây giờ hắn hắc ác quấn thân, đạo pháp trật tự đã gần như sụp đổ, ai, không tốt lắm a. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Trong lòng không khỏi vì Hàn Diễm lo lắng. Đao Thiên Đế nói, ta chuẩn bị đi Sơn Thần Giới một chuyến, tìm kiếm chân lý sẽ đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng trợ giúp. Chân lý sẽ có thiên địa vô cực tứ đại trưởng lão, Thiên Ung Hoàng trưởng lão cầm đầu, hắn thần thông rất lợi hại. Ta cái này Thiên Đế bảng trước ba, hữu danh vô thực, thế gian có thật nhiều lợi hại hơn ta ẩn thế nhân vật, tỉ như vị này Thiên Ung Hoàng trưởng lão, hắn như chịu ra tay lời, có lẽ có thể cứu vãn ta nhà Hàn Diễm. Đến mức vị kia phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng, nàng đã sớm biến thành quái vật, không có thuốc chữa, nàng không biết là bị tác động vẫn là chủ động hiến thân cái gì, nàng đi Thiên Ma Tinh Hải, đồng thời bị Thiên Ma Tinh Hải thôn phệ, nàng đã chết. Đến mức trong cơ thể nàng Ngạc Tuyền chi thủy, hết thảy năng lượng đều bị cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên hấp thu. Cái kia Ma Phi Thiên, thực lực cường hãn hơn, lại lấy được một phần Ngạc Tuyền chi thủy, hắn thực lực khí vận nổ tung, trực tiếp liền triệt để trưởng khống Thiên Ma Tinh Hải, thậm chí đem cái kia Thiên Ma Tinh Hải, hóa thành chiến bào của mình. Ta đoán chừng, này tinh không tranh bá thi đấu, Ma Phi Thiên liền là quán quân, không ai có thể tranh đến qua hắn. Một bên đại chủ tể cười nói, tranh tài còn chưa bắt đầu, hiện tại liền tiên đoán quán quân, gắn liền với thời gian còn sớm. Đao Thiên Đế lắc đầu, không nói gì, trong mắt hắn, cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên, liền là tuyệt đối quán quân. Bởi vì, Ma Phi Thiên dung hợp hai phần Ngạc Tuyền chi thủy,
thực lực này thật sự là nổ tung đến không biên giới, không người có thể so sánh, Chu Võ Hoàng đều khó mà sánh vai, dù sao Chu Võ Hoàng mặc dù dung hợp thiên tội cổ kiếm, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên tội cổ kiếm uy lực. Tổng hợp đến xem, Ma Phi Thiên thực lực mạnh nhất, cũng đáng sợ nhất. Diệp Thần nghe xong Đao Thiên Đế, một trái tim lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộc, đã chết, thi cốt bị thiên ma tinh hải hấp thu, trong cơ thể ngạc tuyển chi thủy, năng lượng cũng bị Ma Phi Thiên cắn nuốt hết, kết cục thực sự quá thê lương. Triệu Ngưng Mộng là bảy ác mộng một trong, bình thường tới nói, bảy ác mộng trận nhãn, tử vong về sau, trong cơ thể ngạc tuyển chi thủy sát khí, sẽ triệt để trôi qua, vô pháp bị người khác kế thừa. Nhưng Ma Phi Thiên in bản thân cũng là bảy ác mộng một trong, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, lại hấp thu Triệu Ngưng Mộng trong cơ thể một phần nước suối. Hai phần ngạc tuyển chi thủy ra thân, cái này thực sự quá kinh khủng. Phải biết, thế gian ngạc tuyển chi thủy, tổng cộng chỉ có 7 phần, lúc trước Sửu Thần là muốn tạo 7 ác mộng trận, dùng 7 người là trận nhãn. Này ngạc tuyển chi thủy, có thể khiến người ta thực lực mức độ lớn tăng cường thuế biến, Hồng Quân lão tổ hấp thu một phần ngạc tuyển chi thủy, hắn liền dám trùng kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Ma Phi Thiên trước đó uống một phần, hắn liền dám mạo hiểm lấy thiên đạo quy tắc sát phạt, buông xuống đến tử thần giáo đoàn, thay thế Thiên Khải Chí Tôn, trở thành tử thần giáo đoàn thực tế trưởng khống giả. Nếu là hắn lần nữa đến một phần, thực lực kia khẳng định phải lần nữa tăng vọt. Diệp Thần lập tức thấy vô cùng khó giải quyết, trận này tinh không tranh bá thi đấu, Ma Phi Thiên cũng muốn tham chiến, hắn muốn từ Ma Phi Thiên trong tay, tranh đoạt quán quân, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất, liền là hắn nhất định phải chữa trị xong trái tim virus, bằng không căn bản không có khả năng cùng Ma Phi Thiên đối kháng. Đao Thiên Đế hỏi, Luân Hồi Chi Chủ, này tinh không tranh bá thi đấu, ngươi là sẽ không bỏ thi đấu từ bỏ a? Diệp Thần nói, tự nhiên. Đao Thiên Đế gật đầu nói, ta nghe Đại Chủ Tể nói, ngươi muốn đi Sơn Thần Giới Vạn Tinh Hải, tìm kiếm một vật, trị liệu trái tim, nhưng thân phận của ngươi rất đặc thù, chân lý trong hội bộ. Có không ít người cừu thị ngươi, ngươi như thế tùy tiện đi vào, rất có thể nhận công kích. Ta vừa vặn cũng muốn đi Sơn Thần Giới một chuyến, tìm kiếm Thiên Ung Hoàng trưởng lão ra tay, cứu chữa ta nhà Hàn Diễm, ngươi liền ngụy trang thành tùy tòng của ta dẫn ngươi đi Sơn Thần Giới là được. Nhưng ngươi muốn tìm kiếm đồ vật gì, ta là không giúp được ngươi. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói tiền bối chịu mang kèm ta, vậy liền không thể tốt hơn. Đao Thiên Đế nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thương định hoàn tất, Đao Thiên Đế cùng Diệp Thần, liền cùng Đại Chủ Tể, Nhậm Phi Phàm đám người từ biệt, rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên ngoài, sớm có Thiên Đao gia tộc phi thuyền đang đợi, phía trên có thật nhiều Thiên Đao gia tộc cường giả. Diệp Thần cùng Đao Thiên Đế leo lên phi thuyền, Diệp Thần dịch dung cải tiến, giả trang thành Đao Thiên Đế tùy tùng. Hắn tại quỷ giới đến thụ họa bì quỷ tâm quyết. Mặt nạ bí pháp một vận chuyển, cả người bề ngoài liền hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là dịch dung, lại nhìn không ra một điểm dịch dung dấu vết. Đao Thiên Đế nhìn thấy cải biến dung mạo sau Diệp Thần, cực kỳ giật mình, nói, Luân Hồi Chi Chủ, người này thuật dịch dung pháp, thật đúng là tuyệt diệu cực kỳ. Coi như là Đao Thiên Đế, đều hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần ngụy trang, nếu như nắm Diệp Thần ném tới trong đám người đi, hắn nhất định nhận không ra. Nếu như không phải Diệp Thần một mực cùng ở bên cạnh hắn, hắn đều không thể tin được trước mắt dịch dung sau bình thường người, vậy mà lại là Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, tiểu đạo mà thôi. Phi thuyền khởi động, Diệp Thần liền theo Thiên Đao gia tộc người, đi tới Sơn Thần Giới. Sơn Thần Giới là chân lý sẽ địa bàn, tổng đà chỗ, chân lý sẽ một mực cùng hồn tộc đấu tranh, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài vụ, vì phòng ngừa bị hồn tộc trộm nhà. Chân lý lại ở Sơn Thần Giới bên ngoài, bày ra sương mù dày đặc phong tỏa, thiên cơ tọa độ tương đương mịt mờ. Thế giới bên ngoài, biết Sơn Thần Giới xác thực tọa độ người, sẽ không vượt qua 20 cái. Diệp Thần đi theo Đao Thiên Đế, đi tới Sơn Thần Giới ngoại, chỉ thấy một mảng lớn khói xám bao phủ phong tỏa, tựa như hỗn độn, căn bản không nhìn thấy Sơn Thần Giới cụ thể chỗ. Này mảnh màu xám sương mù, bao phủ chỉnh một cái vũ trụ tinh không thế giới, vô cùng cuồn cuộn. Luân Hồi Chi Chủ, Sơn Thần Giới cũng nhanh đến. Đao Thiên Đế con mắt híp lại, nói ra. Diệp Thần một tiếng, lặng lặng chờ đợi. Phi thuyền trong mê vụ xuyên qua,
bởi vì Đao Thiên Đế biết Sơn Thần Giới cụ thể tọa độ, cho nên cũng sẽ không mất phương hướng, dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ sương mù chạy. Không cần lâu nay, Diệp Thần liền xuyên qua sương mù dày đặc, mơ hồ thấy được Sơn Thần Giới đường nét. Sơn Thần Giới lại gọi Sơn Thần Tinh, là một khỏa vô cùng tinh cầu khổng lồ, tinh cầu bên trên có lấy thiên sơn vạn nhạc, lớn nhất sơn nhạc liền là tinh không thần sơn. Truyền thuyết Sơn Thần Giới, là một cái xa cổ đại thần sáng tạo, cái kia viễn cổ đại thần liền gọi Sơn Thần, là chư thiên hết thảy mỏm núi Sơn Linh, sau khi hắn chết thi thể hóa thành tinh không thần sơn. Đương nhiên, những này là hết sức truyền thuyết xa xưa, thật giả không được biết, duy nhất có thể xác định, liền là tinh không thần sơn là không không lúc nào không cao nhất núi. Đỉnh núi là tiếp cận nhất tinh không bỉ ngạn địa phương, nhấc tay có thể hái ngôi sao. Đao Thiên Đế khu động phi thuyền, hướng Sơn Thần Giới chạy mà đi. Oanh long long. Đúng lúc này, phi thuyền đằng sau truyền đến một hồi kiếm khí khổng lồ tiếng xé gió. Diệp Thần cùng Đao Thiên Đế nhìn lại, liền thấy một cái bạch y nữ tử, ngự kiếm phá vỡ tinh không cùng sương mù, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn tới, lại là Nhậm Thiên Nữ. Thiên Nữ đạp lên thần Chu Thiên Kiếm. Theo Đao Thiên Đế trên phi thuyền không vượt qua, đang bay qua đi qua thời điểm, nàng tò mò nhìn Đao Thiên Đế liếc mắt, lại nhìn một chút Dịch Dung sau Diệp Thần, lông mày khẽ nhíu một cái. Diệp Thần dùng mặt nạ chi pháp, Dịch Dung sau không hiển lộ mảy may dấu vết, Thiên Nữ cũng nhìn không thấu thân phận của Diệp Thần, nhưng hai người quan hệ quá mật thiết, nàng tựa hồ có một tia dự cảm, thấy Diệp Thần dáng vẻ có điểm gì là lạ. Thiên Nữ trước Diệp Thần cùng Đao Thiên Đế một bước, bay đến Sơn Thần Giới. Sơn Thần Giới có cấm chế thủ hộ, mà lại có cường giả trấn thủ. Thiên Nữ tại Sơn Thần Giới trước dừng lại, lãng thanh nói ra, Nhậm Thiên Nữ cầu kiến Nguyên Thiên Đế, muốn bái Nguyên Thiên Đế tiền bối vi sư, còn mời chư vị mở giới gặp nhau, ta còn có chuyện khẩn yếu, muốn hướng các ngươi Diêu Thu Lâm hộ pháp bẩm báo. Rất nhiều trấn thủ đám người, nghe được tên Thiên Nữ, lại thấy được nàng dưới chân đạp lên thần Chu Thiên Kiếm, lập tức lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tựa hồ cũng sớm từng chiếm được phân phó, nhìn thấy Thiên Nữ đến, liền lập tức mở ra Sơn Thần Giới cấm chế tinh bích, thả Thiên Nữ đi vào. Đa tạ. Thiên Nữ nói lời cảm tạ một tiếng, liền ngự kiếm tiến vào Sơn Thần Giới bên trong. Diệp Thần thấy thế, nghĩ thầm, Thiên Nữ quả nhiên muốn bái Nguyên Thiên Đế vi sư, liền là không biết Nguyên Thiên Đế có thể hay không thu nàng. Diệp Thần đoàn người, cũng lái phi thuyền, đi tới Sơn Thần Giới cấm chế bên ngoài. Đao Thiên Đế chắp tay, nói tại hạ Hàn Thần Cơ, cầu kiến Thiên Ung Hoàng Đại Trưởng Lão, đã phát qua bái thiếp, thỉnh chư vị mở giới. Chúng trấn thủ người nói, nguyên lai là Đao Thiên Đế đại nhân, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Bọn hắn vội vàng mở ra cấm chế, nhưng Đao Thiên Đế đi vào. Đao Thiên Đế gật gật đầu, lái phi thuyền tiến vào, Diệp Thần cũng theo đó tiến vào Sơn Thần Giới bên trong. Chỉ thấy cái này Sơn Thần Giới. Là một cái khắp nơi phá toái thế giới, bầu trời cùng đại địa, có rất nhiều nơi đều là nứt ra, trên mặt đất thật nhiều mảnh vỡ, bị bắn nhanh dâng lên, treo lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành một tòa tòa đảo, một chút hòn đảo tiên khí hội tụ, một chút hòn đảo ma hy quanh quẩn, không phải trường hợp cá biệt, tràng diện có chút mỹ lệ. Nơi này chính là Sơn Thần Giới sao? Diệp Thần đôi mắt híp lại, trình đánh giá Sơn Thần Giới, bắt phiến cổ thiên cơ, Sơn Thần Giới tại cổ lão thời điểm. Tựa hồ bùng nổ qua đại chiến, chiến đấu đem cái thế giới này đánh nát, nhưng bởi vì trung ương tinh không thần sơn không có phá toái, hạch tâm trật tự y nguyên tồn tại, cho nên cái thế giới này phá toái bộ phận, nhưng không có giải thể. Những cái kia phá toái đại địa, có thật nhiều bản khối bắn nhanh đến trên bầu trời, thành một tòa tòa thiên không đảo tự. Tại Sơn Thần Giới bên trong, này loại thiên không đảo tự, không biết có nhiều ít vạn tòa. Diệp Thần dõi mắt nhìn về nơi xa. Là có thể thấy phương xa đại địa, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga ngọn núi to lớn, mọc lên xuyên qua bầu trời, đó chính là tinh không thần sơn. Bởi vì Sơn Thần Giới đại chiến, tinh không thần sơn chung quanh mặt đất phá toái, tạo thành gồ ghề nhấp nhô vách núi cùng sâu không thấy đáy hẻm núi. Này chút đứt gãy mặt đất tàn phiến tàn mát tại Sơn Thần Giới trên bầu trời, tạo thành đông đảo thiên không đảo tự. Những hòn đảo này bên trên cũng có phong phú thảm thực vật cùng đủ loại kỳ lạ sinh vật. Tạo thành tinh không thần sơn hoàn cảnh. Tinh không thần sơn cao vút trong mây, tựa như một cây thông hướng chân trời trụ lớn, uy nghiêm mà trang nghiêm, mặc dù cách nhau cực xa, Diệp Thần cũng có thể nhìn ra tinh không thần sơn thế núi hiểm trở, vách đá như đao gọt thẳng đứng,
cho người ta một loại không thể vượt qua cao chót vót cảm giác, đỉnh núi hàng năm bao phủ tại trong mây mù, thập phần thần bí. Tại tinh không thần sơn chung quanh, cũng có một tòa tòa thiên không đảo tự, hình thành một đầu dây lưng, chậm rãi bao quanh tinh không thần sơn chuyển động. Luân hồi chi chủ, ta muốn đi tinh không thần sơn, cầu kiến thiên ung hoàng đại trưởng lão, người có chuyện gì muốn làm, hiện tại liền đi xuống đi. Đao thiên đế nói ra, hắn sợ thiên ung hoàng nhìn thấu thân phận của Diệp thần, dẫn tới bất chắc phiền toái. Diệp thần nói, đúng, tiền bối, ta đây cáo từ trước. Ngay sau đó, Diệp thần cáo biệt đao thiên đế, nhảy xuống phi thuyền, rơi xuống sơn thần giới mặt đất lên. Sơn thần giới đại địa, một mảnh phá toái cùng hoang vu, 10 điểm hoang vu. Không biết vạn tinh hải ở đâu. Diệp thần tầm mắt bốn ngắm, bắt lấy vạn tinh hải khí tức. Người khác tại sơn thần giới bên trong, cơ hồ là lập tức, liền bắt được vạn tinh hải chỗ. Cái phương hướng này. Ngay sau đó, Diệp thần duy trì dịch dung tư thái, hướng vạn tinh hải bay vút đi. Đại chủ tể nói qua, chỉ cần tại vạn tinh hải bên trong, tìm tới Long Thần Hải Cung, báo lên tên của hắn, liền có khả năng trực tiếp đạt được tinh cổ san hô. Nhưng, đại chủ tể cũng không bảo đảm, này nhất định có thể thành công, bởi vì chân lý trong hội bộ, đối với hắn có lợi oán giận người, nhiều vô cùng, cái kia Long Thần Hải Cung, cũng chưa chắc chịu bán mặt mũi của hắn. Một đường bay lượn, Diệp Thần rất mau tới đến vạn tinh hải, đây là một mảnh minh mông hải dương, trong nước biển có một chút linh quang lưu chuyển, liền uyển như tinh quang, khí tượng có chút mỹ lệ. Bệnh ách ma quân người tựa hồ còn chưa tới, ta phải đuổi mau một chút. Diệp thần ngắm nhìn vạn tinh hải, cẩn thận bắt phía dưới, cũng không có phát hiện bệnh ách ma quân khí tức, hắn xử cái tị thủy quyết, trực tiếp tiến vào vạn tinh hải bên trong, khóa chặt Long Hải Thần Cung chỗ, cấp tốc lặn hạ xuống. Này mảnh vạn tinh hải, có Long Hải Thần Cung, Thanh Thủy Cốc, Chiêu Dương Hải Điện tam đại thế lực, dùng Long Hải Thần Cung nội tình sâu nhất, cất giữ rất phong phú, đương thời đã đoạn tuyệt tinh cổ san hô, chỉ có Long Hải Thần Cung bên trong, mới có cất giữ. Diệp thần trực tiếp chạy tới Long Hải Thần Cung, vạn tinh hải nội bộ hoàn cảnh mỹ lệ, kéo dài vô biên, nước biển trong veo trong suốt, tựa như một mặt xanh lam tấm gương, chiếu rọi ra chung quanh cảnh tượng. Chỉ thấy ở trong nước biển, có đủ loại phong phú đá san hô, hình dạng cùng màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu tím, màu vàng san hô ở trong nước biển dáng dấp yểu điệu, quang thải xúc động lòng người. Đáy biển tảo biển, tựa như khắp nơi xanh biếc rừng cây, theo hải lưu nhẹ nhàng diêu động, còn có một số sứa trôi nổi ở trong nước biển, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho cả đáy biển lộ ra càng thêm mê huyễn. Còn có đủ loại sinh vật biển, tại Diệp thần quanh thân bơi lội, to lớn linh cửu biển quỷ, kình thiên thương cá, sa hải thần cá, hải tinh thiên mã các loại, bốn phía dạo chơi, hoàn cảnh có chút an ninh. Ánh nắng xuyên thấu mặt biển, chiếu rọi đến, tạo thành sặc sỡ trùng sáng, chiếu rọi nổi trên mặt nước đáy kỳ quan. Càng đến gần Long Hải Thần Cung, Diệp thần lại thấy, chung quanh an ninh khí tức càng là nông cạn, từng tia nguy hiểm tại lan tràn. Xoạt! Bỗng nhiên, một đầu to lớn hải yêu hung thú, theo một chỗ đáy biển trong dãy núi thoát ra, hình dạng như sa hải thần cá, lại mọc ra một cái sừng, gầm thét xông phá tầng tầng sóng nước, kéo ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng Diệp thần cắn tới. Đầu kia sa hải thần cá, răng sắc bén, tiêm nhiễm lấy từng tia màu đen kịch độc, song đồng cũng là hắc ám màu sắc, tựa hồ tồn tại cái gì dị biến. Diệp thần tu vi mạnh mẽ, thấy sa hải thần cá hung thú vào tới, không chút kinh hoàng, phản tay khẽ vẫy xiềng xích khắp huyết rùa, tầng tầng xiềng xích ngưng tụ, khóa tại sa hải thần cá trên thân thể, cái kia sa hải thần cá lập tức liền không thể động đậy, nhưng còn đang gầm thét lấy, đột nhiên theo trong cổ họng bắn ra một luồng màu đen nọc độc chi tiễn, vô cùng lăng lệ bắn về phía Diệp thần. Diệp thần nghiêng người né tránh, cái kia nọc độc chi tiễn bắn tới phía sau hắn một chỗ đá san hô bên trong, nguyên bản lộng lẫy yêu kiều đá san hô, lập tức khô héo tối lại. Cái kia nọc độc mùi, phát ra, lập tức làm cho Diệp thần tim đập loạn, bắt được một tia khí tức quen thuộc. Là bệnh ách ma quân virus khí tức, sao lại thế? Diệp thần thần sắc đại biến, cái kia nọc độc bên trong, thế mà ẩn chứa bệnh ách ma quân virus. Hắn con người co vào, lập tức liền biết, hắn coi là bệnh ách ma quân người không có tới, nhưng kỳ thật đối phương đã trước hắn một bước đến, chẳng qua là khí tức ẩn nấp cực sâu, hắn không có một thoáng phát giác thôi. Bệnh ách ma quân thân phận đặc thù, bản thân hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp buông xuống sơn thần giới,
nhưng đệ tử của hắn hoặc là tín đồ, lại có khả năng tuân theo mệnh lệnh của hắn, chui vào Vạn Tinh Hải, muốn gây bất lợi cho Diệp Thần. Diệp Thần trước mắt đầu này Sa Hải Thần Cá, đã bị bệnh ách ma quân hắc ám virus ô nhiễm. Nọc độc này virus mùi phát ra, giống như là một cái kíp nổ, dẫn động Diệp Thần tâm bẩn chỗ virus. Diệp Thần tâm bẩn nội bộ virus, lập tức nhận câu dẫn, không cầm được phát tác dâng lên, từng tia virus bắt đầu điên cuồng lan tràn, kịch liệt giày vò lấy hắn, trái tim của hắn trong nháy mắt kịch liệt quặn đau, có tinh hồng virus đồ đằng tại bên ngoài thân nổi lên, hình ảnh rất là khủng bố. Đụng! Lại có hai đầu Sa Hải Thần Cá hung thú, từ đáy biển chỗ sâu bên trong dãy núi bơi ra, nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần, trong đồng tử lóe lên vô tận huyết tinh thích xiết chóc chi ý. Sau đó, cái kia hai đầu Sa Hải Thần Cá gầm nhẹ, cấp tốc hướng về Diệp Thần xung tới, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hai hàng đao kiếm giống như răng nhọn lộ ra, hung hăng hướng Diệp Thần cắn tới, muốn đem hắn cắn nát ăn hết. Nhỏ tiểu nghiệt xúc, ngươi còn dám giết ta, ta liền nhường ngươi có đến mà không có về. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, bây giờ trái tim của hắn bên trong bệnh ách phát tác, vô cùng đau nhức, trạng thái rất là không ổn, nhưng không quan trọng vài đầu Sa Hải Thần Cá hung yêu, còn uy hiếp không được hắn. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, cho ta trấn áp. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một bên thừa nhận bệnh ách phát tác đau nhức, một bên tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ. Chỉ nghe ông một tiếng, to lớn Cửu Thiên Bàn Long Trụ nổi lên, chân long chiếm cứ gào thét, hung hăng quăng nện xuống tới. Răng rắc, răng rắc. Chỉ một chút, cái kia hai đầu Sa Hải Thần Cá, liền bị Diệp Thần sống sờ sờ nện thành thịt vụn. Chấn sát hai đầu Sa Hải Thần Cá hung yêu, Diệp Thần thoáng thở dốc một thoáng, vận công điều tức, áp chế nơi trái tim trung tâm virus, nhưng virus bị câu dẫn sau khi đứng lên, khó lấy lắng lại. Diệp Thần sầm mặt lại, liền dự định vận dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, cưỡng ép hóa giải áp chế. Uy! Bên kia, người thật giống như chúng hắc ám bệnh ách chi độc. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ, theo Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy một cái trang trí lộng lẫy, mang theo trân châu bảo quan nữ tử, đang hướng hắn đi tới. Cái kia trên người nữ tử mang theo rất nhiều trân quý trân châu bảo thạch trang trí, quần áo vải vóc cũng rất ít, ăn mặc hết sức mát lạnh, tướng mạo rất là thanh thuần, nhưng hai đầu lông mày cao quý khí, là che đậy không giấu được. Nghĩ đến thân phận không tầm thường. Lúc này Diệp Thần vẫn là mặt nạ dịch dung trạng thái, nữ tử kia cũng không có nhìn ra Diệp Thần thân phận chân thật, nhưng thấy Diệp Thần ấn đường biến thành màu đen, bên ngoài thân có bệnh độc đồ đằng lưu động, nàng liền vô cùng lo lắng, bắt lấy Diệp Thần tay, thăm dò Diệp Thần mệnh mạch, cả kinh nói. À, bệnh ách đã đánh vào tim phổi, làm sao nhanh như vậy? Nàng lại là không biết, Diệp Thần đã sớm trúng độc. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thần là vừa vặn cùng Sa Hải Thần Cá chiến đấu, mới tiêm nhiễm virus. Cô nương là người phương nào? Diệp Thần hỏi. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Thần, nhân tiện nói, ta gọi Vũ Tranh Âm, là Chiêu Dương Hải Điện công chúa, ngươi lại là người phương nào? Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới nhà đầu này quả nhiên có lai lịch lớn, nói ta là Thiên Đao gia tộc tùy tùng, gia chủ đi gặp mặt Thiên Ung Hoàng trưởng lão. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền bốn phía dạo chơi. Vũ Tranh Âm vội la lên, người đi dạo liền đi dạo, chạy thế nào đến Vạn Tinh Hải bên trong tới. Người xem, người chọc đại hỏa. Diệp Thần nói, cái gì đại hỏa? Vũ Tranh Âm nói, người nhiễm lên hắc ám virus, này tai họa còn chưa đủ lớn sao? Người tên là gì, tại Thiên Đao gia tộc địa vị như thế nào? Người virus công tâm, không có mấy ngày có thể sống, nếu là Đao Thiên Đế chịu ra tay. Có lẽ có thể cứu vãn tính mệnh của ngươi. Nhưng, bệnh ách ma quân virus, một khi đánh vào lòng người phổi, chỉ sợ Đao Thiên Đế cũng thúc thủ vô sách. Diệp Thần nói, tại hạ trần giả, tại Thiên Đao gia tộc thấp cổ bé họng, chỉ sợ đến không tới nơi tới chốn chủ đại nhân cứu chữa, nhưng ta suy tính thiên cơ, này Vạn Tinh Hải bên trong tựa hồ có một vật, gọi tinh cổ san hô, có thể hóa giải virus. Hắn xem chừng muốn cầm đến tinh cổ san hô. Báo tên đại chủ tể khả năng còn chưa đủ, tốt nhất là có Vạn Tinh Hải bên trong người dẫn đầu. Cái này Vũ Tranh Âm, tự xưng là Chiêu Dương Hải Điện công chúa, thân phận nhất định tôn quý vô cùng, nếu có nàng dẫn đầu, cái kia Diệp Thần muốn cầm đến tinh cổ san hô, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Vũ Tranh Âm a một tiếng, nói, ngươi tâm tư cũng là thông minh, thế mà suy tính đến tinh cổ san hô tung tích, đó là Hải Nguyệt Thần Nữ năm đó gieo trồng linh tài,
từ Hải Nguyệt thần nữ ngã xuống về sau, tinh cổ san hô liền diệt tuyệt, bây giờ chỉ có Long Hải thần cung nội bộ, có tinh cổ san hô chân tàng, ta Chiêu Dương Hải Điện cùng nước sạch cốc đều không có. Diệp thần hỏi, Hải Nguyệt thần nữ là ai? Vũ Tranh Âm nói, Hải Nguyệt thần nữ ngươi cũng không biết. Ân, đúng, ngươi là người ngoài, không biết Hải Nguyệt thần nữ truyền thuyết, cũng không kỳ lạ. Hải Nguyệt thần nữ nha, chính là Triều Thiên Sơn thần thê tử, năm đó Triều Thiên Sơn thần ngã xuống, nàng cũng đi theo tự tử. Diệp thần trong lòng hơi động, nói Triều Thiên Sơn thần. Chính là Sơn thần giới sáng tạo giả. Truyền thuyết Sơn thần giới, là một cái xa cổ đại thần sáng tạo thế giới, vị kia xa cổ đại thần, thế nhân xưng là Sơn thần, nghe nói đã từng là chư thiên hết thảy mỏm núi Sơn Linh. Vũ Tranh Âm nói, đúng vậy, Sơn thần tên gọi của đại nhân, chính là nhìn lên nhị chữ, gọi Triều Thiên Sơn thần, bất quá ngoại trừ chúng ta Sơn thần giới bên ngoài có rất ít người biết, dù sao thiên cơ thực sự quá cổ xưa. Sơn thần đại nhân hùng bá chư thiên thời điểm, không không lúc nào không cũng còn không có sinh ra, hắn nói đại đạo Triều Thiên, hắn cuối cùng cả đời đều tại ngắm nhìn bầu trời, nhưng hắn thủy chung không thể đến tinh không bỉ ngạn, nhất sau bỏ mình ngã xuống, thân thể hóa thành bây giờ tinh không thần Sơn. Hải Nguyệt thần nữ là Sơn thần đại nhân thê tử, năm đó là cùng theo một lúc tự tử, nàng gieo trồng tinh cổ san hô, như vậy đoạn tuyệt. Diệp thần nói, thì ra là thế. Nghĩ không ra tinh cổ san hô sau lưng, còn có một đoạn như vậy thê mỹ truyền thuyết. Vũ Tranh Âm đột nhiên cười hắc hắc, nói, thê mỹ sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, nghe nói Hải Nguyệt thần nữ là không muốn chết, là Sơn thần đại nhân quá mức tự tư, cứng rắn muốn lôi kéo nàng cùng chết mà thôi. Diệp thần khẽ giật mình, nói, ngươi nói cái gì? Vũ Tranh Âm ai nha một tiếng, che miệng, tựa hồ thấy mình nói sai, lắc đầu liên tục, nói, không có gì. Ngươi chỉ coi không nghe thấy chính là, đều là hết sức truyền thuyết xa xưa, thật thật giả giả ai nào biết, bất quá tại Sơn thần giới bên trong, chúng ta cũng không thể nói Sơn thần đại nhân nói xấu, bằng không khinh nhờn thần linh, sẽ có thiên đại tai ách buông xuống. Nàng làm cái im lặng thủ thế, ngón tay đặt ở Diệp thần mũi trên môi, tựa hồ là sợ hắn nói lung tung, nói. Tốt, ngươi đã là thiên đao gia tộc người, ta cho đao thiên đế mặt mũi, sẽ tận lực cứu vãn ngươi. Ngươi chúng hắc ám virus, ta dẫn ngươi đi một chuyến Long Hải thần cung một chuyến, hỏi bọn hắn lấy chút tinh cổ san hô bột phấn, cho ngươi ngâm uống chút nước, hẳn là có thể trị hết bệnh độc của ngươi. Cái kia tinh cổ san hô chính là Hải Nguyệt thần nữ tự tay gieo trồng viễn cổ linh tài, có lớn lao linh khí, hóa tai trừ độc hiệu quả phi thường tốt, tuyệt đối có thể trị hết ngươi. Diệp thần tâm bên trong vui vẻ, nói, đa tạ Vũ cô nương. Hắn chính là muốn tinh cổ san hô. Vũ Tranh Âm chịu dẫn hắn đi lấy, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, dạng này liền tên đại chủ tể đều không cần báo, miễn đi rất nhiều phiền toái. Vũ Tranh Âm trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi phải gọi ta một tiếng công chúa đại nhân, ta có thể là Chiêu Dương Hải Điện công chúa đây. Diệp thần suy nghĩ một chút, đã có việc cầu người, liền khách khí chắp tay nói, đa tạ công chúa đại nhân. Vũ Tranh Âm hì hì cười một tiếng, tính tình cũng là 10 điểm ngay thẳng. Nói, đùa giỡn với ngươi a, gọi ta Tranh Âm liền tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Long Hải thần cung. Nói xong liền đi về phía trước. Diệp thần ừ một tiếng, đi theo Vũ Tranh Âm đằng sau, cùng nhau đi tới Long Hải thần cung. Hắn nghĩ đến chỉ cần đi đến Long Hải thần cung, coi như người khác không chịu đem tinh cổ san hô cho hắn, hắn dựa vào đại hoang thâu thiên thuật cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp chờ thủ đoạn, hẳn là cũng có khả năng đem đồ vật trộm ra. Việc quan hệ tính mệnh. Nếu quả như thật bất đắc dĩ, một chút thủ đoạn cũng nhất định phải vận dụng. Hai người vừa đi vừa nói, Vũ Tranh Âm trong con ngươi mang theo điểm vẻ ngưng trọng, nói ta là thu đến địa phủ tà quân thiên cơ tình báo, hắn nói bệnh ách ma quân chân truyền đệ tử Tiêu Cửu U, rất có thể đã tiềm nhập vạn tinh hải, gọi ta cẩn thận điều tra. Mới vừa tập kích ngươi vài đầu độc giác cá mập hung dữ, đều đã bị virus ô nhiễm, Tiêu Cửu U rất có thể liền lặn núp trong bóng tối, chúng ta có thể đến cẩn thận một chút. Diệp thần nói, địa phủ tà quân, là thiên địa vô cực tứ đại trưởng lão một trong sao. Chân lý sẽ có tứ đại trưởng lão, ngoại trừ nguyên thiên đế bên ngoài, liền dùng tứ đại trưởng lão địa vị cao nhất. Trong mơ hồ, Diệp thần bắt được thiên cơ, Vũ Tranh Âm nói tới địa phủ tà quân, tựa hồ liền là thiên địa vô cực tứ đại trưởng lão một trong. Chân lý sẽ tứ đại trưởng lão, địa phủ tà quân thực lực xếp tại thứ hai, gần với đệ nhất thiên ung hoàng.
Vũ Tranh Âm nói, đúng vậy, địa phủ tà quân đại nhân tu luyện ma đạo, đối này loại hắc ám thuộc tính virus, cảm ứng vô cùng mẫn duệ, xem ra hắn quả nhiên không có đoán trước sai, bệnh ách ma quân tay, đã ngả vào ta vạn tinh hải bên trong tới. Liền là không biết hắn muốn làm gì, chúng ta chân lý sẽ, cùng hắn cũng không có cái gì ân oán, hắn không có lý do bỗng nhiên liền đạp vào địa bàn của chúng ta. Diệp Thần trầm mặc không nói chuyện, kỳ thật bệnh ách ma quân, là hướng về phía hắn tới. Bất quá, hắn cũng không có cởi trần chân tướng, bây giờ không phải là bại lộ thời điểm. Vũ Tranh Âm tâm tư lại hết sức mẫn duệ, tựa hồ phát giác được Diệp Thần biểu lộ dị dạng, nói uy, Trần Dạ, người vẻ mặt có vẻ giống như có chút cổ quái. Có phải hay không có đồ vật gạt ta? Diệp Thần vội vàng nói, không có. Hắn trực tiếp đem chủ đề chuyển hướng nói, ta mơ hồ cảm giác được, người mới vừa nói Hải Nguyệt thần nữ, tựa hồ còn sống. Ngươi không phải nói nàng tự tử sao? Vừa mới nghe Vũ Tranh Âm nói Hải Nguyệt thần nữ truyền thuyết, Diệp Thần chính mình nếm thử bắt một thoáng quá khứ tang thương, lại mơ hồ phát hiện, Hải Nguyệt thần nữ cũng chưa chết thấu, này mảnh sơn thần giới, vẫn tồn tại khí tức của nàng. Vô cùng tươi sống. Vũ Tranh Âm a một tiếng, dừng bước lại, trừng mắt Diệp Thần. Nói, ngươi lại vẫn có thể phát giác được điểm này. Không đúng, không đúng, thân phận của ngươi tuyệt đối có gì đó quái lạ, không thể nào là cái gì người bình thường, càng không khả năng là phổ thông thần đạo cảnh tồn tại. Bình thường thần đạo cảnh tồn tại, làm sao có thể có ngươi như thế bén nhạy tâm tư, thế mà còn có thể nhìn rõ đến Hải Nguyệt thần nữ sau lưng bí mật. Diệp Thần biết tinh cổ san hô tồn tại, thậm chí biết Hải Nguyệt thần nữ cũng không chết, tâm tư này thực sự quá nhạy cảm. Nhưng Vũ Tranh Âm vô cùng giật mình, khó mà tin được, nàng hết sức hoài nghi thân phận của Diệp Thần, tuyệt không có khả năng là cái gì người bình thường. Diệp Thần có chuyện đang gạt nàng. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, nói, Hải Nguyệt thần nữ quả nhiên còn sống không? Vũ Tranh Âm cắt ngang hắn nói ra, đủ rồi. Đừng có lại nhìn trộm sau lưng bí mật, biết được quá nhiều, đối ngươi không phải chuyện tốt. Trần Dạ, người trước mắt bị virus công tâm, không còn sống lâu nữa. Ngươi còn muốn lại gặp rắc rối. Diệp Thần tâm bên trong run lên, xem Vũ Tranh Âm bộ dáng, cái kia Hải Nguyệt thần nữ sinh tử, tại vạn tinh hải bên trong, tựa hồ là một cái cấm kỵ. Tốt, đi theo ta đi, Long Hải thần cung đến. Vũ Tranh Âm hướng Diệp Thần vẫy tay, đi về phía trước là một tòa thật to đáy biển cung điện, giao chỉ vỏ sò, san hô mọc thành bụi, bảo quang lấp lánh, hà hy sáng chói, chính là Long Hải thần cung cung điện. Tại Long Hải thần cung lối vào chỗ, lại chiếm cứ một đầu kim hoàng hải long, song đồng như nhật nguyệt, trong khi chớp con mắt, quanh người liền có nhật nguyệt âm tình khí tượng vần quanh, có chút bao la hùng vĩ. Diệp Thần nhìn xem cái kia kim hoàng hải long, cũng là thấy người sau khí tức mạnh mẽ, không thể khinh thường. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy cái kia kim hoàng hải long, đôi mắt sáng lập tức sáng lên, hướng Diệp Thần nói, tiểu gia hỏa, đây là một đầu hải trúc long. Tu vi năng lượng 10 điểm dồi dào, người đem nó bắt tới, đút cho ta ăn, để cho ta khôi phục nguyên khí. Nàng năm đó ngã xuống, nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cần muốn cái gì bổ dưỡng, mới có thể khôi phục nội tình. Đầu này Hải Trúc Long, thủ hộ lấy Long Hải Thần Cung, lại là đưa tới tinh đạo Long Nữ chú ý, nàng còn muốn gọi Diệp Thần bắt tới, làm thức ăn cho nàng ăn. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói tiền bối. Đừng nói giỡn, ta có thể đánh không lại đầu này Hải Trúc Long. Tinh đạo Long nữ nói, có bản cô nương tại, ngươi sợ cái gì, trực tiếp ra tay, ta giúp ngươi trấn sát nó. Nói xong, nàng liền muốn phụ thân Diệp Thần, mượn dùng Diệp Thần thân thể, bắt giết cái kia Hải Trúc Long. Diệp Thần giật nảy mình, vội vàng ngừng lại tinh đạo Long nữ, nói tuyệt đối không thể, tiền bối, đừng làm ẩu. Đầu này Hải Trúc Long, là Long Hải Thần cung thủ hộ giả. Thực lực rất mạnh mẽ, không hề dễ dàng đối phó, mà lại sau lưng nó liền là Long Hải Thần Cung, Diệp Thần thấy bên trong có từng đạo cao thủ khí tức, nếu là bắt giết Hải Trúc Long, chọc giận Long Hải Thần Cung cường giả, chỉ sợ lại có sẽ một phiên phiền toái. Hiện tại, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm cầm tới tinh cổ san hô mà thôi, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Chỉ thấy Vũ Tranh Âm cười hì hì cùng cái kia Hải Trúc Long chào hỏi, nói Trúc Long thần tọa, đã lâu không gặp. Thân thể ngươi được chứ? Hải Trúc Long mở mắt, nhìn thấy Vũ Tranh Âm, mỉm cười, nói, nguyên lai là Tranh Âm công chúa, không biết là ngọn gió nào, đem ngươi thổi tới Long Hải Thần Cung.
Vũ Tranh âm cười nói, ta tới này bên trong, có hai chuyện. Thứ nhất, địa phủ tà quân đại nhân nói, bệnh ách ma quân phái người xâm nhập vạn tinh hải, ta sợ các ngươi Long Hải thần cung cũng bị virus ô nhiễm, cho nên tới xem một chút, cáo chi các ngươi một tiếng, có thể phải cẩn thận. Này đệ nhị nha, ta vị bằng hữu này, hắn liền là không cẩn thận trúng chiêu, mà lại tình huống rất là nghiêm trọng, virus đã đánh vào tim phổi, chỉ có Hải Nguyệt thần nữ năm đó gieo trồng tinh cổ san hô có thể giải, xin mời Trúc Long thần tọa lòng từ bi, cho hắn một điểm tinh cổ san hô trừ độc chữa bệnh, vô cùng cảm kích, hi hi. Nàng chỉ Diệp thần, lại hướng Hải Trúc Long bái, thỉnh cầu ban cho tinh cổ san hô. Hải Trúc Long con ngươi lộ ra một vệt lạnh lẽo, nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần, hướng Vũ Tranh Âm nói. Tranh Âm công chúa, người vị bằng hữu này, thân phận không đơn giản a, người như thế nào cùng loại người này làm bằng hữu? Vũ Tranh Âm sững sờ, nói cái gì? Hải Trúc Long trong mắt lạnh lẽo chi ý, đúng là tại lúc này hóa thành sát ý, điềm nhiên nói, hắn nhưng là luân hồi chi chủ, là vô trụ tôn giả cùng cực vũ đại đế thống hận nhất người. Hắn mê hoặc nguyên thiên đế đại nhân, thậm chí cùng đạo tông thương thiên bạch vũ âm mưu hợp lại, muốn xẻ thịt chúng ta sơn thần giới thánh địa tinh không thần sơn, hắn là ta sơn thần giới địch nhân lớn nhất. Là tội nhân thiên cổ, ngươi làm sao có thể cùng hắn làm bằng hữu? Vũ Tranh Âm cực kỳ giật mình, hoa dung thất sắc, kêu lên, cái gì, ngươi nói hắn là luân hồi chi chủ. Hải Trúc Long hừ một tiếng, nói, không phải còn có giả. Vũ Tranh Âm đạp đạp lui lại hai bước, hãi dị nhìn xem Diệp Thần, hồi tưởng lại Diệp Thần biết tinh cổ san hô bí mật, lại có thể nhìn rõ Hải Nguyệt thần nữ bất tử huyền bí, không quan trọng thần đạo cảnh, tâm tư lại nhạy cảm như thế, thế gian ngoại trừ luân hồi chi chủ bên ngoài, còn có thể là ai? Ngươi, chấm, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ. Vũ Tranh Âm vẫn là thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên, lại chính là luân hồi chi chủ. Diệp Thần sầm mặt lại, tầm mắt nhìn chằm chằm Hải Trúc Long, bị điểm phá thân phận, trong lòng của hắn chấn kinh sau khi, lại là nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn dùng mặt nạ pháp dịch dung, không chê vào đâu được, liền Đao Thiên Đế đều nhìn không ra mánh khóe, đầu này Hải Trúc Long, không có lý do có thể hiểu rõ thân phận chân thật của hắn. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo Long nữ lớn tiếng kêu lên, Diệp Thần, mau giết nó. Nhanh, lập tức động thủ. Nhưng mà, không đợi Diệp Thần động thủ, Hải Trúc Long liền xuất thủ trước, lăng lệ long chảo, mang theo hung mãnh thần vương cương khí, gào thét phá giết, năm cái long chỉ như thiên trụ, quay đầu bao phủ hướng Diệp Thần, mong muốn một chảo đem Diệp Thần bóp nát. Luân hồi chi chủ, người ngụy trang, thật đúng là tinh diệu a, mặt ngoài lại nhìn không ra một điểm mánh khóe, liền cùng khoác lên khác một lớp da giống như. Bất quá người ngụy trang đến lại xảo diệu, cũng không gạt được bản tọa pháp nhãn. Hải Trúc Long khơi gợi lên một vệt hung ác nụ cười, Long chảo thần vương cương khí kinh thiên, kích thích ngàn cơn sóng, đem một bên Vũ Tranh Âm, trực tiếp chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần nhận Hải Trúc Long cương khí bao phủ, càng là hô hấp nghẹt thở. Ai nha, tiểu gia hỏa, sớm gọi ngươi ra tay rồi, đem thân thể cho ta. Tinh đạo Long nữ thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, không nói lời gì, trực tiếp phụ thân Diệp Thần. Diệp Thần cũng biết Hải Trúc Long mạnh mẽ, liền trước đem quyền khống chế thân thể, giao cho tinh đạo Long nữ. Chỉ thấy tinh đạo Long nữ mượn Diệp Thần thân thể, thi triển Long Pháp, Diệp Thần tay cầm, lập tức cũng hóa thành Long Chảo, mang theo điểm điểm tinh quang, hướng Hải Trúc Long Long Chảo chộp tới. Tiếp theo sát, hai cái to lớn uy mãnh Long Chảo, mãnh liệt đụng va vào nhau, oanh một tiếng, trực tiếp đem nước biển chung quanh toàn bộ dẫn nổ, từng đạo vòng xoáy dòng nước xiết xuất hiện. Hải Trúc Long kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy Diệp Thần lực lượng, trong nháy mắt lại tăng vọt nhiều lần, trở nên vô cùng hung hãn. Nó muốn đem Long Chảo rút trở về, lại phát hiện mình trưởng chảo, nhưng thật giống như khảm bộ đúc nóng vào Diệp Thần trong lòng bàn tay, lại mảy may rút ra không được. Thậm chí, ngay sau đó, Hải Trúc Long liền thấy Diệp Thần trong lòng bàn tay, truyền đến một cỗ quỷ dị năng lượng, đem trong cơ thể nó linh khí, điên cuồng rút ra thôn phệ đi qua. Trong cơ thể nó linh khí, không ngừng xói mòn, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu. Nói đúng ra, là bị tinh đạo Long nữ hấp thu hết, Diệp Thần chẳng qua là một đầu cầu nối. Hải Trúc Long chỉ sợ đến a kêu to một tiếng, hoảng sợ hô trộm tinh đại pháp. Là trộm tinh đại pháp, ngươi làm sao lại này loại tà môn pháp thuật,
Đây là đã thất truyền vạn cổ cấm chú a. Nghe đồn rằng, trộm tinh đại pháp là thời đại viễn cổ một loại tà ác công pháp, có thể xưng cấm chú, có thể đem người khác tu vi linh khí ăn cắp để bản thân sử dụng. Tu luyện trộm tinh đại pháp người, bởi vì có khả năng ăn cắp người khác tu vi, cho nên cảnh giới tu luyện tiến triển thần tốc, nhưng lại bởi vì là đánh cắp mà đến tu vi, cũng không phải là tự thân khổ luyện đoạt được, cho nên có loại chủng ma chướng tội nghiệt, luyện công luyện đến cuối cùng, thường thường tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần nghe được trộm tinh đại pháp bốn chữ, liền nhìn thấy đủ loại thiên cơ, biết được môn này cấm pháp khủng bố, cũng biết môn này cấm pháp, chính là tinh đạo long nữ sáng tạo, là theo đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp bên trong biến hóa ra. Bất quá cụ thể pháp môn, tinh đạo long nữ cũng không có truyền thụ cho hắn. Tinh đạo long nữ mượn Diệp Thần thân thể, thi triển trộm tinh đại pháp, lập tức dính chặt hải trúc long long chảo, cũng điên cuồng ăn cắp tu vi của đối phương linh khí. Đại lượng tu vi linh khí tràn vào tinh đạo long nữ trong cơ thể, nàng vui vẻ đến cười ha ha, nói, hay lắm, này trúc long linh khí, toàn bộ bị ta trộm tinh đại pháp hút sạch sẽ, ha ha ha. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, cái kia hải trúc long thân thể liền khô quắt xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể mất đi linh quang, rất nhanh liền biến thành một bộ khô thi, bịch một tiếng rớt xuống đất, thế mà quẳng thành từng khối khô héo khối vụn, không có một chút máu thịt linh khí dấu vết. Trên người nó tất cả linh khí máu thịt, đều bị tinh đạo long nữ trộm sạch sẽ. Diệp Thần làm cầu nối, cũng đã nhận được hải trúc long một tia máu thịt linh khí bổ dưỡng, tu vi rất có tăng thêm, lập tức đã đột phá thần đạo cảnh 8 tầng bình cảnh, bước vào 9 tầng trời sơ giai hàng ngũ. Ai nha, người hút khô hải trúc long. Vũ Tranh Âm nhìn thấy hải trúc long hóa thành khô thi, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi hãi dị nhìn xem Diệp Thần, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Diệp Thần nhìn xem bàn tay của mình, sầm mặt lại, hút khô hải trúc long người, cũng không là hắn, mà là tinh đạo long nữ. Tiền bối, người môn này trộm tinh đại pháp, thật đúng là hung hãn a, thế mà lập tức liền đem một đầu thần vương trúc long ép khô. Diệp Thần rung động liên tục. Tinh đạo long nữ liếm môi một cái, cười nói, đó là đương nhiên là hung hãn, đúc tinh long thần đầu kia con lươn nhỏ, tu luyện đúc tinh đạo pháp, nó muốn rèn đúc tinh thần, hắc hắc, ta lại vẫn cứ muốn ngược lại, ta muốn trộm tinh, trộm nguyệt, thôn nhật, cái kia con lươn nhỏ rèn đúc nhiều ít tinh thần, ta liền trộm cắp bao nhiêu. Cả trên trời ngôi sao, ta đều có thể trộm, tu sĩ tầm thường trong cơ thể khí huyết tu vi, bị ta một trộm, đó là lập tức liền bị ép khô, ngăn không được bản cô nương đại thần thông. Bất quá, môn này trộm tinh đại pháp, quá mức bá đạo, trước mắt còn không thích hợp ngươi tu luyện, chờ thời cơ thích hợp, ta lại truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần ừ một tiếng, đang muốn đáp lại, bỗng nhiên thấy trái tim quặn đau, virus vậy mà lại phát tác. Hắn con ngươi co rụt lại, lập tức cảm giác được, vừa mới hấp thu trúc long máu thịt, bên trong tựa hồ mang theo một tia hắc ám năng lượng, đó chính là bệnh ách ma quân virus. Tiền bối, không tốt, có bệnh độc. Trúc long trong máu thịt virus, cũng không tính nhiều, nhưng Diệp Thần tâm bẩn bản thân liền có bệnh độc, lại bị cùng chất virus đâm một cái kích, bệnh tim độc lập tức liền phát tác, vô cùng quặn đau. A, quả nhiên có độc. Tinh đạo long nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng phát giác được mánh khóe, nàng tu vi mạnh mẽ, điểm này virus không đả thương được nàng, nhưng nàng thấy Diệp Thần virus công tâm bộ dáng, lại sợ hãi Diệp Thần xảy ra chuyện. Xem ra đầu này trúc long đã bị virus ô nhiễm, khó trách nó có thể nhận ra thân phận của ngươi, còn muốn giết ngươi, đoán chừng là bệnh ách ma quân tại phía sau màn thao túng. Tinh đạo long nữ đại khái nhìn ra chân tướng, hải trúc long có thể nhận ra Diệp Thần, là bởi vì nó bị virus ô nhiễm, cho nên có thể hiểu rõ Diệp Thần mặt nạ, cảm giác được trái tim của hắn virus, từ đó biết được thân phận của hắn. Diệp Thần nói, liền sợ toàn bộ Long Hải Thần Cung, đều bị virus ô nhiễm. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Long Hải Thần Cung đại môn mở ra, từ bên trong chạy nhanh ra vô số cường giả, từng cái vẻ mặt phẫn nộ dũng mãnh. Một người cầm đầu, đầu đội thần vương mũ miện, thân mặc trường bào, tầm mắt như điện, nhìn một chút trên mặt đất hải trúc long thi thể, lại nhìn một chút Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm hai người, lập tức giận dữ, nói. Luân hồi chi chủ, người dám ở ta Long Hải Thần Cung giết người. Còn có ngươi. Vũ Tranh Âm, lại dám cùng luân hồi chi chủ tên gian tặc này cấu kết, ngươi liền không sợ thần sơn trách tội sao? Vũ Tranh Âm vẻ mặt thấp thỏm lo âu,
nói, Long Hải Thần Vương, không phải, người nghe ta nói rõ lý do. Người kia chính là Long Hải Thần Cung Cung Chủ, Long Hải Thần Vương, bản thể là một đầu long, đã tu thành hình người, cái trán mọc ra sừng thú, nghe được Vũ Tranh âm, hắn bỗng nhiên cả giận nói, còn có cái gì tốt giải thích, các ngươi nếu dám giết người, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra ta Long Hải Thần Cung. Người tới a, đem bọn hắn bắt lại. Long Hải Thần Vương thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn liền có từng cái cường giả, ngang tàng hướng về Diệp Thần cùng Vũ Tranh âm xung phong mà đi. Diệp Thần thấy những người này chém giết tới, chỉ cảm thấy bệnh tim độc điên cuồng cuồn cuộn, ép đều ép không được, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cùng Vũ Tranh âm lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, thấp giọng nói. Những người này đều bị virus ô nhiễm. Diệp Thần chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, toàn bộ Long Hải Thần Cung, đều đã bị bệnh ách ô nhiễm, hết thảy cường giả đạo tâm đã bóp méo, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, không có đàm phán khả năng. Những cường giả này trên người bệnh ách năng lượng, cũng không nồng đậm, vừa vặn là có thể vặn vẹo bọn họ nói tâm trình độ, thậm chí không thể tính vặn vẹo, chẳng qua là che đậy cùng mê hoặc, kích động, phiến động đến bọn hắn đối Diệp Thần cừu hận, kể từ đó, ẩn giấu ở sau lưng bệnh ách ma quân, là có thể không đánh mà thắng, đem Diệp Thần đánh giết. Muốn mạng chính là, Diệp Thần vốn là virus công tâm, lại nhận bên ngoài bệnh ách kích thích, nơi trái tim trung tâm virus, liền phát tác đến lợi hại hơn. Trái tim đau nhức phía dưới, Diệp Thần thấy nhiều cường giả như vậy chém giết tới, lập tức thấy vô cùng khó giải quyết, dùng trước mắt hắn trạng thái, muốn đối phó nhiều người như vậy, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Luân hồi chi chủ, chúng ta nhanh lên. Vũ Tranh âm cũng thấy tình thế không đúng, lôi kéo Diệp Thần cánh tay, ra bên ngoài chạy trốn mà đi. Một đám Long Hải Thần Cung cường giả, thì là phát như điên, hai mắt hiện ra tinh hồng mang khí, truy sát ra tới. Cửu Tiêu Phi Vũ Kiếm. Diệp Thần trở tay vung ra một cỗ kiếm khí gió lốc, thoáng ngăn cản truy binh bước chân, lại cùng Vũ Tranh âm cùng một chỗ ngự kiếm phi độn. Tại ta ngay dưới mắt, các ngươi còn muốn chạy. Long Hải Thần Vương khinh thường cười một tiếng, từng đầu thần vương pháp tắc bộc phát ra, tựa như tinh hà bạo rơi, hình thành tường đồng vách sắt, ngăn trở Diệp Thần cùng Vũ Tranh âm con đường phía trước. Diệp Thần ngự kiếm tiền phi, kém chút liền muốn đâm vào Long Hải Thần Vương pháp tắc trên tường sắt. Vội vàng dừng kiếm thế, nhìn lại thấy Long Hải Thần Vương, tự mình dẫn người truy giết tới. Tại Thần Vương uy áp dưới, Diệp Thần cùng Vũ Tranh âm, đều lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Luân hồi trong mộ địa, tinh đạo Long Nữ thấy thế, liền nói, Tiểu La Bạc, nhanh đi giúp phụ thân ngươi. Nàng một mực ôm Tiểu Cấm Yêu, nhìn thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm về sau, lập tức đem Tiểu Cấm Yêu ném ra bên ngoài. Nàng vừa mới thôn phệ Hải Trúc Long. Hiện tại chính là tiêu hóa thời điểm, không tiện lại ra tay, cho nên nàng liền nhường Tiểu Cấm Yêu xuất động. Hô! Tiểu Cấm Yêu bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa bay ra, củ cải mập phì thân hình, thoạt nhìn người vật vô hại, thậm chí có chút đáng yêu. Ai nha, luân hồi chi chủ, đây là ngươi chiến sủng sao? Vũ Tranh âm nhìn thấy Tiểu Cấm Yêu theo Diệp Thần trong cơ thể bay ra, lập tức lấy làm kinh hãi, làm thấy Tiểu Cấm Yêu cái kia bộ dáng khả ái lúc. Nàng hai mắt lại có chút tỏa ánh sáng. Chỉ thấy Tiểu Cấm Yêu hít thở sâu một hơi, vô tận yêu khí liền ở trên người hắn hội tụ, hắn thân thể bành trướng, sau lưng sinh ra một đôi ác ma chi dực, tay cầm biến thành yêu chảo, như đao kiếm phong duệ, nhe răng nứt mắt, bộ dáng rất là hung lệ. Thiên yêu thôn nhật, Tiểu Cấm Yêu ngẩng đầu hấp khí, từng sợi yêu khí tại miệng hắn bên trên hội tụ, hóa thành một quả năng lượng màu đen cầu, tựa như thái dương. Oanh! Tiếp theo sát, Tiểu Cấm Yêu há miệng phun một cái kia màu đen năng lượng cầu, liền vô cùng hung hãn bay tập mà ra, hung hăng trong đám người nổ tung lên. Cuồng bạo yêu khí năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, làm cho Long Hải Thần Cung vô số cường giả, phát ra tiếng kêu thảm, không ít người thân thể tại chỗ bị tạc vỡ. Long Hải Thần Vương cũng bị chấn lui lại mấy bước, đồng tử co vào, mang theo kiêng kỵ cùng tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Cấm Yêu, nói, hừ. Một đầu Tiểu Yêu. Cũng đi theo bổn vương trước mặt càn rỡ. Sinh tử huyền đỉnh, cho ta trấn áp. Chỉ thấy Long Hải Thần Vương vung tay lên, hai tòa thật to thần đỉnh, theo trong cơ thể hắn bay ra, một tòa thần thánh rực rỡ, hội tụ sinh mệnh phát sáng, một tòa khác đen kịt xâm nghiêm, lưu chuyển lên tử vong uy nghiêm. Hai tòa thần đỉnh, nhất sinh nhất tử, sinh tử huyền đỉnh gào thét, đánh tới hướng Tiểu Cấm Yêu. Thiên yêu duy ta, quét ngang tinh hà.
Tiểu Cấm Yêu quanh thân yêu khí sôi trào, sau lưng hiển hóa ra kiếp trước vạn yêu thiên tôn pháp tướng, nguy nga cao vạn trượng, không ai bì nổi, một đôi to lớn lợi chảo cuồng quét mà ra, như quét ngang tinh hà, chanh chanh hai tiếng, càng đem Long Hải Thần Vương hai tòa sinh tử huyền đỉnh, đánh chúng bay rớt ra ngoài, thân đỉnh vỡ tan. Phốc phốc, Long Hải Thần Vương tại chỗ thổ huyết, có chút khó tin nhìn xem Tiểu Cấm Yêu, cả giận nói. Nguyên lai không là tiểu yêu quái, là đại yêu chuyển thế. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người át chủ bài cũng thật nhiều a. Bất quá tại ta Long Hải Thần Cung trên địa bàn, người còn không có tư cách cản rỡ. Tinh Hải kiếm trận, mở. Long Hải Thần Vương bóp quyết, phía sau hắn Long Hải Thần Cung chỗ sâu, ông một tiếng, có thủ hộ đại trận mở ra, một đạo tôn quý rực rỡ pháp tướng thân ảnh, cũng đi theo nổi lên. Cái kia tôn pháp tướng, cao vạn trượng, thiên đế khí vần quanh, chính là chân long hóa hình, một đôi long giác thần hy sáng chói, long chảo mang theo hồng hoang tự nhiên, quanh thân lượn lờ lấy từng tầng một hồng mông phủ văn, bá đạo rộng rãi. A, à, là Tinh Hải Long Đế pháp tướng, chúng ta chết chắc. Vũ Tranh Âm thấy này pháp tướng, lập tức chấn kinh, chỉ cho là chắc chắn phải chết. Chỉ thấy cái kia Tinh Hải Long Đế pháp tướng, chính là một tòa đại kiếm trận hạch tâm, hắn khép phồng hiện. Cái kia kiếm trận liền khởi động, vô tận kiếm khí gào thét mà ra, mang theo thiên đế uy nghiêm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai bì nổi, vô tận kiếm quang phô thiên cái địa, hướng về Diệp Thần, Vũ Tranh Âm, Tiểu Cấm Yêu ba người bạo sát tới. Long Hải Thần Vương thân thể, tại lúc này khô héo xuống, mở ra Tinh Hải kiếm trận, với hắn mà nói, rõ ràng cũng là hao phí to lớn, là lá bài tẩy của hắn. Lúc này vì đối phó Diệp Thần, hắn cũng không lo được cái gì đại giới, chỉ muốn đem Diệp Thần đánh giết. Phụ thân, nhanh lên. Tiểu Cấm Yêu nhìn thấy vô tấn kiếm quang giết tới, vội vàng thúc giục Diệp Thần rời đi, chính mình phi thân mà ra, trong cơ thể từng đầu pháp tắc phóng thích mà ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một bức pháp tắc phòng ngự tường. Xuy xuy xuy. Long Hải Thần Vương Tinh Hải kiếm trận, vô tấn kiếm quang chạm giết tới, bị Tiểu Cấm Yêu thân thể cùng cái kia pháp tắc phòng ngự tường ngăn trở. Nhưng, kiếm trận oai, thực sự quá hung mãnh, mà lại có Long Hải Thần Cung địa mạch gia trì, Tiểu Cấm Yêu cũng không cách nào ngăn cản quá lâu. Răng rắc, cuối cùng, pháp tắc phòng ngự tường phá toái, Tiểu Cấm Yêu cũng bị vô tấn kiếm quang chém xuống, rớt xuống đất, máu me khắp người, bị trọng thương. Tiểu La Bạc, Diệp Thần rất đỗi chấn động, vội vàng đi qua ôm lấy Tiểu Cấm Yêu, đã thấy hắn đã trọng thương hôn mê. Mà tại hắn liều mạng ngăn cản dưới, Tinh Hải kiếm trận đợt thứ nhất kiếm khí, bị ngăn trở, cũng không có thương tổn đến Diệp Thần. Long Hải Thần Vương hừ một tiếng, liền chuẩn bị hội tụ đợt thứ hai kiếm khí công sát, nhưng Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm, phản ứng thật nhanh, đã mang theo Tiểu Cấm Yêu trốn đi thật xa. Nhìn thấy ba người thoát đi, Long Hải Thần Vương vô cùng nén giận, quát, nhanh đi bẩm báo vô trụ tôn giả cùng cực Vũ Đại Đế, luân hồi chi chủ ngay tại Vạn Tinh Hải, nhất định phải đưa hắn bắt lại. Bọn thủ hạ thần sắc nghiêm túc đáp, đúng. Liền có người rời đi Vạn Tinh Hải, đi tới Tinh Không Thần Sơn bẩm báo. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm, mang theo trọng thương hôn mê Tiểu Cấm Yêu, rời đi Long Hải Thần Cung địa mạch phạm vi, hai người dừng lại, thoáng nghỉ ngơi. Ôi, luân hồi chi chủ, người đầu này yêu sủng, thương đến rất nặng, nhất định phải nhanh lên trị liệu mới được. Vũ Tranh Âm nhìn xem trọng thương Tiểu Cấm Yêu, nói ra. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, tay cầm đặt ở Tiểu Cấm Yêu trên thân, luân hồi pháp vận chuyển, từng sợi thiên hỏa năng lượng, tràn vào Tiểu Cấm Yêu trong cơ thể, trị liệu thương thế của hắn. Hiện tại dùng Diệp Thần thủ đoạn, hắn muốn trị liệu người nào lời, không cần dùng cái khác pháp môn, chỉ dựa vào tự thân luân hồi pháp, là có thể nghịch chuyển sinh tử. Tỷ như thiên hỏa mệnh tinh, ẩn chứa dồi dào hùng hồn thiên hỏa năng lượng, những năng lượng này bản thân là có thể chữa thương, trừ độc, khử tà, phá giết hắc ám. Trên thực tế, Diệp Thần tâm bẩn chỗ virus, đều có thể dùng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng đi trị liệu, nhưng cần thời gian, có thể muốn 3-5 năm mới có thể trị tận gốc, hắn là đã đợi không kịp, mới đến Vạn Tinh Hải tìm kiếm tinh cổ san hô, gia tốc trị liệu. Tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán trú, Tiểu Cấm Yêu thương thế khôi phục rất nhiều, nhưng hắn cái trán toát mồ hôi lạnh, tốt như sa vào cái gì ác mộng, trên thân yêu khí quanh quẩn không tiêu tan. Cũng không biết là vấn đề gì. À, hắn làm sao bộ dáng này, chẳng lẽ chúng virus?
Diệp Thần sờ lên Tiểu Cấm Yêu cái trán, nhưng lại không có phát hiện dấu hiệu trúng độc, Tiểu Cấm Yêu lại vẫn là hôn mê bất tỉnh, thậm chí trạng thái thoạt nhìn thật không tốt, khiến cho hắn thấy nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn giống như là tại làm ác mộng, ta tới ôm một cái đi. Phú Tranh Âm đối Tiểu Cấm Yêu tựa hồ hết sức ưa thích, liền đem hắn bế lên, ôm ở trong lồng ngực của mình. Tiểu Cấm Yêu ngoại hình có điểm giống củ cải tinh cùng nhân sâm tinh, mập phì bộ dáng, hoàn toàn chính xác làm cho người yêu thích, lúc này thụ thương hôn mê phía dưới, lại lộ ra tội nghiệp, càng làm cho người thương tiếc. Tại Vũ Tranh Âm trong lồng ngực, Tiểu Cấm Yêu thoáng yên tĩnh lại, không tái phát ác mộng, đã ngủ say. Diệp Thần tâm đầu hơi rộng, lại nghe luân hồi trong mộ địa, tinh đạo long nữ nói ra. Này Long Hải Thần Cung nội tình, cũng là có điểm mạnh mẽ, là ta sơ sót, kém chút hại chết Tiểu La Bạc, ai, sai lầm, sai lầm. Dừng một chút, nàng lại hừ một tiếng, ta phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, hừ hừ, liền đem bọn hắn nhiều năm chân tàng bảo bối, toàn bộ trộm sạch sẽ đi. Mộ chủ, lại đem thân thể ta mượn dùng một chút. Diệp Thần đối cái kia Long Hải Thần Cung, cũng không có cảm tình gì, nhân tiện nói có khả năng. Ngay sau đó, tinh đạo Long Nữ lại lần nữa phụ thân Diệp Thần, bất quá lần này nàng cũng không phải là muốn chiến người bị đánh chết người, mà là muốn trộm đồ. Chỉ thấy tinh đạo Long Nữ thi triển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, từng đầu hỗn độn khí ngưng tụ thành dây xích, như ác ma xúc tu, từ trên người Diệp Thần lan tràn ra ngoài, toàn bộ kéo dài hướng Long Hải Thần Cung. Chỉ chốc lát sau, cái kia trăm ngàn đầu hỗn độn dây xích, toàn bộ thu hồi, mỗi một đầu dây xích, đằng sau đều kéo lấy rất nhiều kỳ chân, đủ loại binh khí pháp bảo, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, công pháp bí tịch các loại, hào quang rực rỡ muôn màu. Một bên Vũ Tranh Âm, toàn trình mắt thấy, trực tiếp kinh ngạc đến nhảy dựng lên, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn, ngươi đem Long Hải Thần Cung đồ vật, toàn bộ trộm đến đây. Chỉ thấy những hỗn độn đó dây xích, kéo về đồ vật, đều là Long Hải Thần Cung bên trong chân bảo. Cho bọn hắn một chút giáo huấn. Diệp Thần khẽ cười cười, kỳ thật hiện tại trộm trở về đồ vật, không phải hắn trộm, là tinh đạo Long Nữ ra tay trộm. Dùng Diệp Thần năng lực, trước mắt còn không có cách nào, có thể đột phá Long Hải Thần Cung rất nhiều cấm chế, đem nhiều đồ như vậy trộm trở về, nhưng tinh đạo Long Nữ có khả năng. Vù vù, mệt chết bản cô nương. Bất quá, chỉ có một luồng tàn hồn tinh đạo Long Nữ, thi triển như thế trộm thuật, đối với linh khí tiêu hao cũng là 10 điểm to lớn, nàng trực tiếp mệt mỏi thở hổn hển. Diệp Thần đem trộm trở về thiên tài địa bảo, toàn bộ thu hồi luân hồi trong mộ địa đi, hướng tinh đạo Long Nữ hỏi, tiền bối, ngươi cầm về nhiều như vậy bảo bối, nhất định có tinh cổ san hô a. Diệp Thần muốn nhất đồ vật, liền là tinh cổ san hô, đây là Long Hải Thần Cung chân tàng, tinh đạo Long Nữ toàn bộ đánh cắp. Nghĩ đến là có tinh cổ san hô tồn tại. Có, đừng có gấp, nên tiểu ra hỏa. Tinh đạo Long Nữ mỉm cười, liền theo một đống thiên tài địa bảo bên trong, rút ra vài cọng màu đỏ san hô bên trên lưu chuyển lên điểm điểm tinh nguyệt hào quang, chính là năm đó Hải Nguyệt Thần Nữ tự tay gieo trồng tinh cổ san hô. Hỏng bét, này vài cọng tinh cổ san hô, đều bị virus ô nhiễm, bệnh ách ma quân người từng dở trò. Tinh đạo Long Nữ nhìn một chút cái kia vài cọng san hô, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Bởi vì nàng phát hiện, san hô nội bộ đã bị virus ô nhiễm, bị người từng dở trò. Nàng trộm trở về hết thảy thiên tài địa bảo, tài liệu khác đều như thường, duy chỉ có tinh cổ san hô lây dính virus, rõ ràng là bệnh ách ma quân người, trong bóng tối nhằm vào Diệp Thần. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, vẫn là đến muộn một bước sao. Tinh đạo Long Nữ suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, yên tâm, tiểu gia hỏa, này tinh cổ san hô virus, ta có khả năng hóa giải, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, ồ. Tinh đạo Long Nữ lấy ra một bộ pha trà nấu rượu khí cụ, chậm rãi nói, chỉ cần đem tinh cổ san hô xay nghiền thành phấn, nước đục tưới pha, ta uống trước, giúp ngươi tịnh hóa đi virus, lại đút cho ngươi, liền không có việc gì. Ngay sau đó, tinh đạo Long Nữ liền chậm rãi đem một gốc san hô, xay nghiền thành bột phấn, tưới pha đến trong nước, lại rót tại trong chén. Chỉ thấy cái kia trong chén nước, óng ánh sáng long lanh, lại tựa như phản chiếu lấy tinh không, có tinh nguyệt quang huy tô điểm, 10 điểm mộng ảo mỹ lệ. Há mồm đi! Tinh đạo Long Nữ nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần liền mở to miệng,
chỉ thấy tinh đạo long nữ chậm rãi cầm lấy cái chén, chính nàng uống trước, ngậm vào trong miệng, tại đi đến Diệp Thần bên người, dùng miệng đối miệng phương thức, đem san hô nước đút tới Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần ừng ực một tiếng nuốt vào, chỉ cảm thấy nước chất mát lạnh nhẵn mịn, uống hết về sau, như là đạt được tinh nguyệt chúc phúc, lập tức thấy sảng khoái tinh thần, nơi trái tim trung tâm virus, cũng thoáng tiêu tán một chút. Tiền bối, người đây là... Diệp Thần có chút ngơ ngác nhìn tinh đạo long nữ. Tinh đạo long nữ thản nhiên nói, sự cấp tòng quyền, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, lại há mồm đi. Diệp Thần có chút choáng váng, ồ một tiếng, lại hé miệng. Tinh đạo long nữ lần nữa dùng miệng đối miệng phương thức, lại cho ăn Diệp Thần một ngụm, nói ra, ta một ngày cho ngươi ăn ba miệng, kiên trì chừng một tháng, hẳn là có thể chữa cho tốt ngươi trên trái tim virus. Bệnh đi như kéo tơ, Diệp Thần tâm bẩn bên trên virus, quấn quanh quá sâu, cho dù có tinh cổ san hô phụ trợ, cũng không phải nói một hai ngày là có thể trị tốt, ít nhất cũng phải một tháng thời gian thoạt nhìn không ngắn, nhưng so với Diệp Thần tự trị, đã sắp rất nhiều, vừa vặn cũng có thể bắt kịp tinh không tranh bá thi đấu. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói, đa tạ tiền bối. Tinh đạo long nữ ừ một tiếng, lại cho ăn Diệp Thần cuối cùng một ngụm. Này tinh cổ san hô có độc, cho nên nhất định phải đi qua nàng tịnh hóa, lại đút cho Diệp Thần, bằng không liền là độc dược. Diệp Thần tinh thần tốt lên rất nhiều, lại thấy Long Hải Thần Cung bên kia, truyền đến kịch liệt bạo động khí tức, nghĩ đến là tinh đạo long nữ trộm đi bọn hắn vạn thế kỷ nguyên tích lũy khố tàng, bọn hắn chính là nổi giận, muốn đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần. Đi nhanh đi, bọn hắn muốn đuổi tới. Tinh đạo long nữ mỉm cười, nói ra. Diệp Thần cũng cười. Liền cùng Vũ Tranh Âm nhanh chóng nhanh rời đi. Vũ Tranh Âm nói, luân hồi chi chủ, đi ta nhà. Diệp Thần nói, đi theo Vũ Tranh Âm, cùng nhau đi tới Chiêu Dương Hải Điện. Chiêu Dương Hải Điện là vạn tinh hải tam đại thế lực một trong, chỉ cần trở lại Chiêu Dương Hải Điện, cái kia Diệp Thần liền an toàn. Tranh Âm công chúa, ngươi không hận ta sao? Trên đường, Diệp Thần hỏi, tại sao phải hận ngươi? Vũ Tranh Âm ôm Tiểu La Bạc, có chút không hiểu hỏi lại. Diệp Thần cười nói, Long Hải Thần Cung nói ta là cái gì gian tặc, ta cho là ngươi cũng thống hận ta. Vũ Tranh Âm cười lắc đầu, nói, đó là bọn họ, chúng ta Chiêu Dương Hải Điện, là ủng hộ ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, há, phải không? Vũ Tranh Âm nói, chân lý sẽ thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, vô trụ tôn giả cùng cực vũ đại đế đều thống hận ngươi. Nói ngươi mê hoặc nguyên thiên đế đại nhân, còn muốn cùng đạo tông đại chủ tể âm mưu hợp lại, xẻ thịt chúng ta sơn thần giới địa bàn. Nhưng, địa phủ tà quân lại cho rằng, luân hồi pháp tắc là lăng giá chư thiên tồn tại, nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế, đều không phải là thiên địa chí cao, ngươi mới là thiên địa chí cao, thậm chí có thể giải khai thiên đạo huyền bí, thậm chí siêu thoát thiên đạo. Chúng ta Chiêu Dương Hải Điện, cung phụng địa phủ tà quân ý chí. Liền là ý chí của chúng ta, ta cùng phụ vương ta đều là ủng hộ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Tranh Âm hướng về Diệp Thần ấm áp cười một tiếng, nàng là đứng tại Diệp Thần bên này. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói cái kia rất tốt, Tranh Âm công chúa, các ngươi không đối địch với ta, thậm chí nguyện ý ủng hộ ta, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Vũ Tranh Âm tú mi nhẹ trao lại, nói bây giờ khẩn yếu nhất, liền là điều tra rõ Tiêu Cửu U chỗ. Hắn là bệnh ách ma quân chân truyền đệ tử, tại vạn tinh hải bên trong tản virus, quả thực đáng giận. Ta xem Long Hải Thần Cung người, đã toàn bộ bị virus bóp méo đạo tâm, cho nên bọn hắn mới điên cuồng như vậy, vừa thấy mặt liền nói muốn giết ngươi, coi như ngươi là luân hồi chi chủ, nhưng bọn hắn cũng không nên một câu liền không nói, trực tiếp liền động thủ. Nàng tâm tư 10 điểm mẫn duệ, đã nhìn ra Long Hải Thần Cung không thích hợp, thực sự quá điên cuồng, rõ ràng bị người kích động. Dừng một chút, Vũ Tranh Âm lại a một tiếng, kêu lên, hỏng bét, không biết ta Chiêu Dương Hải Điện, có hay không bị virus ô nhiễm, luân hồi chi chủ, chúng ta đến nhanh đi về nhìn một chút mới được. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, trong lòng run lên, nếu là Chiêu Dương Hải Điện, cũng bị virus ô nhiễm, vậy nhưng liền phiền toái. Hắn lúc này cùng Vũ Tranh Âm tăng thêm tốc độ, chạy về Chiêu Dương Hải Điện. Chỉ chốc lát sau. Hai người liền trở lại Chiêu Dương Hải Điện bên trong. Chiêu Dương Hải Điện, truyền thuyết là ngày xưa Hải Nguyệt thần nữ chỗ ở, xây dựng đến lộng lẫy, cực điểm xa hoa đường hoàng,
một mảng lớn cung điện kiến trúc tại đáy biển trải rộng ra, trung ương chủ điện phía trên, lơ lửng một câu trăng khuyết phù điêu, lại giống như là một loại nào đó đồ đằng, nở rộ ánh sáng thần thánh, chiếu sáng toàn bộ Chiêu Dương Hải Điện. Này Chiêu Dương nhị chữ, cũng xuất từ Hải Nguyệt Thần Nữ, Hải Nguyệt Thần Nữ thân là biển bên trong Nguyệt, tâm như trên trời Kiêu Dương, bạch nhật sáng tỏ, đạo tâm nóng rực không rảnh, không nhận bất luận cái gì ma nghiệt xâm nhiễm. Tại Chiêu Dương Hải Điện bên trong, có Hải Nguyệt Thần Nữ pho tượng, tạo hình đến sinh động như thật, Hải Nguyệt Thần Nữ sinh đến 10 điểm xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, làn da tuyết trắng, một đôi đồng tử là màu xanh đậm, như ẩn chứa vô tận thương hải. Diệp Thần thấy Hải Nguyệt Thần Nữ pho tượng, nội tâm chấn động kịch liệt, chỉ một thoáng, đúng là bắt được vô tận vận mệnh sợi tơ, cùng mình xen lẫn dây dưa không rõ. Diệp Thần đi qua, cùng Hải Nguyệt Thần Nữ không có chút nào liên quan, nhưng giờ khắc này, hắn thấy được tương lai, trong đầu sinh ra đủ loại kiều diễm màu hồng hình ảnh, thậm chí đoán trước tương lai Hải Nguyệt Thần Nữ sẽ không mảnh vải che thân nằm tại trong lồng ngực của mình. Nàng còn sống. Diệp Thần tâm bẩn đập bịch bịch, hắn kết luận Hải Nguyệt Thần Nữ còn sống, năm đó tự tử có ẩn tình khác, thậm chí tương lai Hải Nguyệt Thần Nữ có thể sẽ cùng hắn sinh ra đủ loại vận mệnh quấn giao, bằng không, hắn không sẽ thấy đủ loại này hình ảnh. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, thế mà sẽ thấy này loại tương lai, theo lý mà nói, mặc kệ là hạng gì thiên chi kiều nữ, đều không thể dung chuyển đạo tâm của hắn. Hắn cũng sẽ không lung tung cùng người giao nhiễm, nhưng tương lai của hắn lại vẫn cứ cùng Hải Nguyệt Thần Nữ, sinh ra đủ loại dây dưa. Uy, Luân Hồi Chi Chủ, người thế nào? Vũ Tranh Âm nhìn thấy Diệp Thần nhìn xem Hải Nguyệt Thần Nữ pho tượng ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có gì. Diệp Thần lấy lại tinh thần, lắc đầu. Vũ Tranh Âm mở to hai mắt, xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng thấy Diệp Thần có chút không đúng, nhìn chừng chừng lấy hắn nói, ừm. Ngươi thật giống như động niệm rồi. Nàng hơi đỏ mặt, hạ giọng nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi sẽ không phải đối Hải Nguyệt Thần Nữ động niệm a? Ngươi nếu là dám khinh nhờn Hải Nguyệt Thần Nữ, Sơn Thần Đại Nhân trên trời có linh thiêng biết, lập tức liền muốn hàng phạt giết ngươi. Nơi này chính là Sơn Thần Giới, coi như là Nguyên Thiên Đế Đại Nhân buông xuống, cũng phải cấp Sơn Thần mấy phần mặt mũi. Diệp Thần vội vàng nói, không có, không có, ngươi nghĩ gì thế? Vũ Tranh Âm không có lại nói tiếp, nhưng vẫn là vô cùng hoài nghi nhìn xem Diệp Thần. Lúc này, Chiêu Dương Hải Điện đám người, nhìn thấy Vũ Tranh Âm trở về, dồn dập ra nghênh tiếp. Một người cầm đầu, chính là cái người mặc bảo trường bào màu lam, khí chất rộng rãi cao quý nam tử trung niên. Phụ Vương. Vũ Tranh Âm nhìn thấy trung niên nam tử kia, lập tức mừng rỡ, kêu lên. Trung niên nam tử kia, chính là phụ thân của nàng, cũng là Chiêu Dương Hải Điện điện chủ. Vũ Điêu Lang. Vũ Điêu Lang nhướng mày, nhìn một chút Vũ Tranh Âm cùng nàng trong lồng ngực tiểu cấm yêu, lại nhìn một chút Diệp Thần, nói. Tranh Âm, trên người ngươi làm sao có huyết tinh cùng sát lục mùi? Hắn bấm ngón tay tính toán, sau đó một tiếng thét kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lãnh ý hội tụ, ngươi đem Luân Hồi Chi Chủ mang đến. Hắn lúc này thiên cơ nhìn rõ. Đã đại khái cảm giác được Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm, đằng trước tại Long Hải Thần Cung phát sinh sự tình. Vũ Tranh Âm cười nói, Phụ Vương, Luân Hồi Chi Chủ cũng không phải cái gì người xấu, người như thế sợ hãi làm gì. Vũ Điêu Lang trầm giọng nói, không phải là người xấu, cái kia trước dùng chân diện mục gặp người. Diệp Thần vội nói, đắc tội. Hắn đưa tay ở trên mặt một vệt, đem mặt nạ ngụy trang xóa sạch, lộ ra một tấm anh tuấn cứng rắn gương mặt, Vũ Điêu Lang gặp. Tầm mắt co rụt lại, một bên Vũ Tranh Âm, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần chân diện mục, có chút ngẩn người. Vũ Điêu Lang gật đầu nói, rất tốt, Luân Hồi Chi Chủ, quả nhiên là nhân trung long phượng, khí vũ hiên ngang, đang đổ mưa Điêu Lang, thất lễ. Diệp Thần chắp tay hoàn lễ nói, tiền bối không cần đa lễ. Vũ Điêu Lang ừ một tiếng, nói thẳng nói, Luân Hồi Chi Chủ, địa phủ tà quân đối ngươi mắt xanh tăng theo cấp số cộng, cho nên chúng ta Chiêu Dương Hải Điện. Cũng là tuyệt đối đứng tại ngươi bên này, ngươi đem nơi này xem như nhà mình là được. Diệp Thần nói, đa tạ. Vũ Tranh Âm tiến lên phía trước nói, Phụ Vương, chúng ta Chiêu Dương Hải Điện, không có bị virus ô nhiễm a? Vũ Điêu Lang nhướng mày, nói, địa phủ tà quân đại nhân nói, bệnh ách ma quân chân truyền đệ tử Tiêu Cửu U, khả năng đã xâm nhập vạn tinh hải, ta đã phái rất nhiều người đi điều tra, nhưng còn không có tra được cái kia Tiêu Cửu U hạ lạc.
Thanh thủy cốc bên kia, đã bị virus ô nhiễm, trở nên cực kỳ điên cuồng, xem hình dạng của ngươi, Long Hải thần cung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta chiêu dương hải điện, tu luyện hải nguyệt chiêu tâm quyết, đạo tâm tinh khiết, mà lại có hải nguyệt thần nữ pho tượng thủ hộ, ngươi cũng là không cần lo lắng. Ta cùng chư vị trưởng lão, đều hoàn toàn chính xác cảm nhận được hắc ám trùng kích, nhưng này còn vô pháp lay đụng đến bọn ta đạo tâm. Phú Tranh Âm thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt, Phụ Vương, ta liền sợ chúng ta chiêu dương hải điện đều bị virus ô nhiễm. Phú Điêu Lang nói, chúng ta mặc dù không có việc gì, nhưng Long Hải thần cung cùng nước sạch cốc gặp chuyện không may, Tô trưởng lão, ngươi nhanh đi thần sơn một chuyến, hướng địa phủ tà quân đại nhân bẩm báo, gọi hắn điều động cao thủ tới, một là muốn bảo vệ ta chiêu dương hải điện, không nhận trùng kích, hai là muốn tiếp dẫn luân hồi chi chủ đi thần sơn. Một trưởng lão ra khỏi gia hàng, đáp đúng, liền đứng dậy xuất ngoại. Phú Điêu Lang nhìn một chút Phú Tranh Âm ôm tiểu cấm yêu, lông mày lại là nhíu một cái, hỏi Tranh Âm, người ôm là cái gì? Phú Tranh Âm nói, hì hì, là luân hồi chi chủ tiểu yêu sủng, Phụ Vương, đáng yêu a. À. Bất quá, tiểu yêu này trạng thái có chút không tốt, trước đó thụ thương rõ ràng bị luân hồi chi chủ chữa khỏi, nhưng bây giờ vẫn là không có tô tình. Nàng đang khi nói chuyện, nàng trong lồng ngực tiểu cấm yêu, lại giống như lâm vào ác mộng, thấp giọng ô yết rằng co, trên thân yêu khí bốc lên. Phụ Điêu Lang biến sắc, nói, nguyên lai là thượng cổ đại yêu chuyển thế. Hắn trí nhớ của kiếp trước sắp khôi phục, chỉ sợ muốn lột xác thành chỉ biết sát lục hung tàn yêu vật. Tranh Âm, người mau đưa hắn ném đi. Phú Tranh Âm cau mày nói, Phụ Vương, người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hù đến nó. Phú Điêu Lang chuyển hướng Diệp Thần, trầm giọng hỏi, luân hồi chi chủ, người đầu này tiểu yêu, có phải hay không thượng cổ đại yêu chuyển thế? Diệp Thần nói, đúng. Phú Điêu Lang nói, nếu như ta không nhìn lầm, kiếp trước của hắn. Hẳn là vạn yêu thiên tôn, tên thật gọi vong xuyên nhị chữ, liền là có thể quên mất thời gian trường hạ ý tứ, thời gian trường hạ ở trên người hắn, sẽ không có bất luận cái gì dấu vết cùng mài mòn, mặc kệ hắn tàn sát nhiều ít sinh linh, đều sẽ không tích lũy sát nghiệt. Cái kia vạn yêu thiên tôn, tăng hùng bá một thời đại, sát lục đầy đồng, nếu là người tiểu yêu này, trí nhớ kiếp trước hoàn toàn thức tỉnh, hắn sẽ triệt để mê thất, lại biến thành một đầu sát lục yêu vật. Diệp Thần sầm mặt lại, đích thật là vô cùng hung ác, bây giờ xem hình dạng của hắn, chắc chắn là nhanh muốn đã thức tỉnh. Phú Điêu Lang nói, lý do an toàn, luân hồi chi chủ, người vẫn là thừa dịp tiểu yêu này còn không có triệt để thức tỉnh, trước giết chết hắn cho thỏa đáng. Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm tề hô nói, không thể giết. Vũ Tranh Âm nói, Phụ Vương, tiểu yêu này như thế tội nghiệp, người làm sao nhẫn tâm giết hắn. Diệp Thần trầm ngâm nói, nếu chỉ là trí nhớ kiếp trước khôi phục, đạo tâm trầm luân sát lục, ta đây có thủ đoạn, có thể vững chắc đạo tâm của hắn trật tự, cũng là không cần tiền bối lo lắng. Hiện tại biết tiểu cấm yêu trầm luân ác mộng, không có tô tình, là bởi vì trí nhớ kiếp trước nhanh hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần cũng là an tâm rất nhiều, bởi vì hắn có loại thủ đoạn, có thể bảo đảm tiểu cấm yêu đạo tâm trật tự, sẽ không luân hãm. Phú Điêu Lang lại lắc đầu, nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi thần thông quảng đại. Như kiến tạo hải đăng, thiên đế đạo tâm đều có thể vững chắc, nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn người khác tiếp nhận ngươi hải đăng mới được. Nhưng, tiểu yêu này một khi thức tỉnh kiếp trước kia tận quên, hắn sẽ không nhớ kỹ ngươi tồn tại, càng không khả năng tiếp nhận ngươi hải đăng, hắn chỉ biết là sát lục, liền ngươi cũng muốn giết, ngươi có thể phải cẩn thận, nếu là không nỡ giết hắn, ta chiêu dương hải điện có một chỗ hắc triều cấm địa, có thể tạm thời đem tiểu yêu này phong ấn. Một bên Vũ Tranh Âm nghe được. Vội vàng nói, không nên, Phụ Vương, nắm tiểu La Bạc phong ấn tại hắc triều cấm địa, vậy còn không bằng giết hắn dứt khoát chút, chỗ kia quá kinh khủng, người không thể đem hắn ném đi nơi nào. Dừng một chút, Vũ Tranh Âm lại nói, chúng ta chiêu dương hải điện, không phải có một tòa hộ tâm tiên trì sao? Có khả năng thủ hộ đạo tâm, chỉ cần nhường tiểu La Bạc ngâm đến hộ tâm bên trong tiên trì, hắn liền sẽ không mất phương hướng. Phú Điêu Lang chấn động, nói, hộ tâm tiên trì. Đây chính là thập đại tiên trì một trong, hoàn toàn chính xác có thủ hộ đạo tâm hiệu quả, nhưng đó là chúng ta chiêu dương hải điện hải đăng. Lại sao có thể tùy tiện cho người ngoài sử dụng? Phú Tranh Âm nói, luân hồi chi chủ cùng tiểu La Bạc không là người ngoài. Phú Điêu Lang lắc lắc đầu nói, tiểu yêu này khí tức cực kỳ khủng bố, nếu là đem hắn đặt vào hộ tâm bên trong tiên trì đi,
chỉ sợ muốn đem hộ tâm tiên chỉ ép khô, đạo tâm của hắn mới sẽ không mê thất. Một khi hộ tâm tiên chỉ khô héo, ta Chiêu Dương Hải Điện mất đi hải đăng, về sau lại nên như thế nào? Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, xem tiểu cấm yêu toàn thân yêu khí sôi trào, càng ngày càng mãnh liệt bộ dáng, thật sự là hắn là muốn hoàn toàn đã thức tỉnh. Diệp Thần lúc này cũng nhìn thấy xác định, nếu là tiểu cấm yêu hoàn toàn thức tỉnh, sẽ không nhận ra hắn cái này phụ thân, thậm chí sẽ sát lục đối mặt. Vũ Điêu Lang nói không sai, Diệp Thần kiến tạo hải đăng thủ đoạn, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn tự nguyện tiếp nhận phối hợp, mới có thể dùng phát huy hiệu quả, nếu như đối phương cực lực kháng cự, hắn hải đăng tự nhiên tạo không nổi, không có mảy may hiệu quả. Cưỡng ép chân áp, cái kia tiểu cấm yêu đạo tâm trật tự, cũng sẽ không khôi phục, nhiều nhất biến thành Diệp Thần nô lệ, trí nhớ hoàn toàn đánh mất, cung cấp cái xác không hồn, một cỗ khôi lỗi, loại kết quả này, cũng là Diệp Thần không thể tiếp nhận. Điêu Long tiền bối, không biết có thể trước mang ta đi cái kia hộ tâm tiên chỉ nhìn một chút. Diệp Thần hướng Vũ Điêu Lang dò hỏi. Vũ Điêu Lang lập tức chần chờ, nói cái này. Chỉ sợ không tiện lắm. Hộ tâm tiên chỉ là Chiêu Dương Hải Điện Hải đăng ký thác chỗ, năm đó cũng là Hải Nguyệt Thần Nữ tắm gội địa phương, cùng bình thường tiên chỉ so sánh, hộ tâm tiên chỉ càng ẩn chứa Hải Nguyệt Thần Nữ linh khí, thủ hộ hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Vũ Điêu Lang lại không nghĩ nhường Diệp Thần tới gần, sợ hãi mất đi hộ tâm tiên trì, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Có cái gì không tiện, luân hồi chi chủ, người đi theo ta. Một bên Vũ Tranh Âm, nhưng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp liền lôi kéo Diệp Thần cánh tay, hướng Chiêu Dương Hải Điện bên trong đi đến. Tranh Âm, Vũ Điêu Lang một hồi tức giận, nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, cũng e sợ cho hộ tâm tiên chỉ bị ép khô, vội vàng đi theo. Diệp Thần do Vũ Tranh Âm mang theo, đi vào Chiêu Dương Hải Điện trong cung điện bộ, một chỗ trong đình viện. Chỉ thấy trong đình viện, có một dòng ao nước trong veo, tràn ngập từng tia từng sợi sương mù, trong không khí lại vừa có một vệt dị hương. Cái kia hoàng ao nước, chính là hộ tâm tiên trì. Diệp Thần nhìn xem hộ tâm tiên trì, ngẩn ngơ, tại mông lung trong sương khói, tựa hồ nhìn thấy tới hình ảnh. Hắn thấy qua đi hộ tâm tiên trì, chính là Hải Nguyệt Thần Nữ tắm gội chỗ. Hắn giờ phút này khi thấy, Hải Nguyệt Thần Nữ không có chút nào che lấp, tại hộ tâm bên trong tiên trì tắm rửa, da thịt tuyết trắng như mỡ đông, no đủ dáng người để cho người ta động dung. Hải Nguyệt Thần Nữ ánh mắt, cũng nhìn về phía Diệp Thần, phảng phất vượt qua vạn cổ thời không, xuyên qua chân thực cùng mộng ảo vách ngăn, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia u oán cùng khổ sở, cũng mang theo một vệt trông đợi, nhẹ nói ra. Luân hồi chi chủ, ngươi là tới cứu vớt ta sao? Diệp Thần thân thể run lên, trước mắt hình ảnh lại biến mất, ao nước bên trên sương mù, vẫn là từng sợi sương mù, trong sương mù xem không đến bất luận cái gì người thân ảnh, cũng không thấy Hải Nguyệt Thần Nữ, vừa mới thấy hết thảy, phảng phất chẳng qua là ảo giác của hắn, như mộng bọt nước. Vũ Tranh Âm nói, luân hồi chi chủ, này hộ tâm tiên chỉ linh khí nội tình còn có khả năng a? Hi hi, chúng ta nhường tiểu La Bạc đi vào ngâm một thoáng, đạo tâm của hắn hẳn là liền sẽ không mất phương hướng. Nói xong, Vũ Tranh Âm liền muốn đem tiểu cấm yêu ném vào. Dừng tay. Vũ Điêu Lang lúc này đuổi đi theo, nhìn thấy Vũ Tranh Âm động tác, hét lớn một tiếng, vội vàng ngăn cản. Vũ Tranh Âm chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại cường ngạnh lực lượng, ngăn cản cử động của nàng, thậm chí để cho nàng vô pháp động đậy. Nàng lập tức tức giận nhìn về phía Vũ Điêu Lang, kêu một tiếng, phụ vương. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Vũ Điêu Lang trầm giọng nói, không cho phép làm ẩu. Diệp Thần lúc này thấy đến hộ tâm tiên trì, cảm nhận được tiên trì linh khí, trong nháy mắt là có thể phán định, tiên trì này hoàn toàn chính xác có thể làm cho tiểu cấm yêu vững chắc đạo tâm, nhưng Vũ Điêu Lang không cho phép hắn sử dụng, lại là cái vấn đề lớn. Diệp Thần nhân tiện nói, Điêu Long tiền bối, không bằng chúng ta tới đàm cái giao dịch, người đem hộ tâm tiên trì nhường cho ta cho ngươi cùng trợ vật giá trị. Vũ Điêu Lang lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần vừa mở miệng. Liền muốn giao dịch hộ tâm tiên trì, hắn hỏi, luân hồi chi chủ, ta này hộ tâm tiên trì, giá trị thao thiên, ngươi lại có bảo bối gì, có thể trao đổi. Diệp Thần xuất ra cửu thiên bàn long trụ, nói, này cửu thiên bàn long trụ như thế nào? Vũ Điêu Lang tầm mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu nói, uy mãnh bá đạo có thừa, thủ hộ lực lượng không đủ, không thích hợp ta Chiêu Dương Hải Điện.
Diệp Thần lại lấy ra Tuyết Hiên thần đăng, chiếc đèn thần này như thế nào? Vũ Niêu Lang tầm mắt lại là sáng lên, nói Tuyết Hiên thần đăng sao? Sau đó lại lắc đầu nói, đáng tiếc mài mòn quá lợi hại, đăng thần đã ngủ say, nếu ngươi có thể thức tỉnh đăng thần, có lẽ còn có trao đổi khả năng. Diệp Thần lại lấy ra siêu thiên bảng hiệu, nói tấm bảng hiệu này trấn thủ lực lượng mạnh mẽ, xây cực ngự vũ, đại trật tự rộng rãi, dùng để trao đổi hộ tâm tiên trì, nghĩ đến là đầy đủ. Vũ Niêu Lang thấy trình Diệp Thần liên tục xuất ra chưa nhiều bảo bối, vô cùng giật mình nói, luân hồi chi chủ, nhà ngươi đấy thật đúng là phong phú a, nhiều như vậy bảo bối, bất quá này siêu thiên bảng hiệu, không phải bậc đại thần thông không thể trưởng khống, ta có thể sử dụng, nhưng ta Chiêu Dương Hải Điện đệ tử, lại không cách nào sử dụng. Cho nên, ta vẫn không thể nắm hộ tâm tiên chỉ đổi cho ngươi. Diệp Thần lại nghĩ đến nghĩ, khẽ cắn môi, xuất ra một kiện bảo vật, nói, này tòa thành bảo, nghĩ đến hẳn là có thể cho tiền bối hài lòng. Chỉ thấy Diệp Thần xuất ra bảo vật, chính là một tòa thành bảo, thủ hộ lực lượng mạnh mẽ, phảng phất có thể phòng ngự thế gian hết thảy thủ đoạn công kích, chính là ngày xưa hồn thiên đế ở lại qua thiên ma cổ bảo. Tại Diệp Thần luân hồi khí tẩm bổ dưới, cái kia thiên ma cổ bảo, nở rộ kim quang, lột xác thành luân hồi thánh bảo, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm âm u dấu hiệu, chỉ có luân hồi thánh quang chúc phúc. A, à, là thiên ma cổ bảo. Vũ Niêu Lang cực kỳ chấn động, nhận ra thiên ma cổ bảo lai lịch. Diệp Thần gật đầu nói, chính là, này tòa thành bảo, đã bị ta luân hồi pháp tắc cải tạo qua, ma khí lui tán, luân hồi thánh quang gia trì, vì luân hồi thánh bảo, nghĩ đến có khả năng thay thế hộ tâm tiên trì, trấn thủ tiền bối Chiêu Dương Hải Điện trật tự, trở thành mới hải đăng. Vũ Niêu Lang sau khi khiếp sợ, lại là một hồi trầm ngâm, nói ta Chiêu Dương Hải Điện hộ tâm tiên trì, là hải nguyệt thần nữ năm đó tắm gội chỗ. Có hải nguyệt thần nữ linh khí chúc phúc, so với bình thường tiên trì, giá trị không biết chân quý rất nhiều. Luân hồi chi chủ, người này tòa luân hồi thánh bảo, thần quang rực rỡ, hừng hực thao thiên, hoàn toàn chính xác cũng có tư cách, có thể cùng hộ tâm tiên trì trao đổi. Nhưng, hộ tâm tiên trì thủ hộ ta Chiêu Dương Hải Điện, không biết nhiều ít kỷ nguyên, một khi mất đi, ta Chiêu Dương Hải Điện địa mạch chắc chắn lâm vào trống rỗng, chờ luân hồi thánh bảo năng lượng, dung nhập vào trong địa mạch. Cái kia có lẽ cũng muốn ngàn năm sau. Như vậy đi, ta xem tiểu nữ tranh âm, đối người đầu này tiểu yêu tựa hồ 10 điểm ưa thích, chờ tiểu yêu này khôi phục về sau, liền để hắn làm bạn tiểu nữ ngàn năm, như thế nào? Diệp Thần trầm giọng nói, người muốn cho ta nhà tiểu La Bạc, cùng ngươi nữ nhi 1000 năm. Vũ Niêu Lang nói, đúng vậy. Đây là hắn mặt ngoài ý nghĩ, nhưng trên thực tế, hắn còn có cấp độ càng sâu dự định. Tiểu cấm yêu chính là vạn yêu thiên tôn chuyển thế, kiếp trước lực lượng khôi phục về sau, nhất định là vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể lưu tại Chiêu Dương Hải Điện bên trong ngàn năm, có thể trợ giúp Vũ Niêu Lang quét ngang toàn bộ vạn tinh hải, thống nhất các phương, thậm chí có thể siêu thoát vạn tinh hải, trực tiếp đưa thân thần Sơn Thánh Địa, trở thành chân lý sẽ chân truyền. Cho nên, hắn liền muốn đem tiểu cấm yêu lưu lại, dùng làm trợ lực. Diệp Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói, không được. Vũ Niêu Lang ngẩn ngơ, nói, vì sao? Diệp Thần nói, không được là không được, không có vì cái gì. Một bên Vũ Tranh Âm, thấy Diệp Thần cường ngạnh như vậy biểu lộ, lập tức có chút hủy khuất, nói, luân hồi chi chủ, người nhường tiểu La Bạc bồi một thoáng ta cũng không được sao. Diệp Thần lắc đầu nói, ngàn năm quá lâu. Vũ Tranh Âm nói, cái kia 100 năm, 10 năm. Diệp Thần vẫn lắc đầu. Nói, vấn đề này ngươi muốn hỏi Tiểu La Bạc, hắn nếu như chịu lưu lại, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nghĩ đến hắn là không muốn rời đi ta. Vũ Tranh Âm khẽ cắn môi, nói tốt, vậy chúng ta trước cứu chữa Tiểu La Bạc, chờ hắn tỉnh, ta liền để hắn lưu lại, hừ hừ, hắn sẽ không cự tuyệt ta. Nói xong, Vũ Tranh Âm liền đem trong lồng ngực Tiểu Cấm Yêu, ném đến hộ tâm bên trong tiên chỉ đi. Lần này, Vũ Điêu Lang không tiếp tục ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, tiểu cấm yêu rơi vào hộ tâm tiên trì, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu hộ tâm tiên trì linh khí. Thân thể của hắn, phảng phất hóa thành một cái hắc động vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy hộ tâm tiên trì linh khí nguyên chất, vù vù rung động, dòng nước ào 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 rung chuyển. Diệp Thần, Vũ Tranh Âm, Vũ Điêu Lang ba người, ngưng mắt nhìn xem một màn này. Một màn này khá kinh người, chỉ thấy cả tòa hộ tâm tiên trì. Linh khí điên cuồng bị tiểu cấm yêu hấp thu ép khô, dần dần khô héo. Cuối cùng,
Tại ngắn ngủi qua sau một ngày, hộ tâm tiên chỉ trực tiếp khô cạn, bị tiểu cấm yêu ép khô, từng sợi dòng nước linh khí, như thiên đế thần liên, vây quanh tiểu cấm yêu thân thể chuyển động. Răng rắc, tiểu cấm yêu thân thể tăng vọt, hóa ra kiếp trước chân thân, chính là một đầu lông xù hắc hùng, hai mắt tinh hồng, toàn thân yêu khí trùng thiên, không còn có vừa mới nửa điểm đáng yêu non nớt bộ dáng, chỉ có hung tàn, hung ác, dữ tợn, mãnh liệt, bá đạo. Giống, hắc hùng gào thét, cuồng bạo sát khí trùng thiên, làm cho ngày xưa rực rỡ thần thánh Chiêu Dương Hải Điện, đều bao phủ một tầng kinh khủng sát lục khói đen. Toàn bộ Chiêu Dương Hải Điện, triệt để chấn động, vô số cường giả lộn xộn đến tới, khi bọn hắn thấy hộ tâm tiên chỉ khô héo, đã toàn bộ hóa thành hắc hùng trên người linh khí, giá hắc gấu còn thật lớn như thế kinh khủng bộ dáng, tất cả mọi người chấn kinh. Thật là khủng khiếp đại hùng yêu. Vũ Điêu Lang chấn kinh thất sắc, hắn nhưng là Chiêu Dương Hải Điện điện chủ, vạn tinh hải cường giả trí cao một trong, nhưng đối mặt con gấu đen này cự yêu, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Hắc hùng cự yêu mạnh mẽ, cường đại đến chỉ sợ đủ để dễ dàng xé nát bình thường thiên đế. Tiểu La Bạc, Diệp Thần cùng Vũ Tranh Âm, nhìn thấy tiểu cấm yêu hiện ra kiếp trước chân thân, cũng là một trận rung động. Phụ thân, ta gọi Vong Xuyên, ta kiếp trước gọi Vong Xuyên, ta đều nhớ ra rồi. Hắc hùng cự yêu quan sát Diệp Thần, tinh hồng tầm mắt, ánh mắt trở nên nhu hòa. Lực lượng của ta, không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là bây giờ thiên đạo quy tắc, không có thời đại thượng cổ hoàn chỉnh như vậy, ta không thể lại phát huy ra đỉnh phong thời điểm lực lượng. Bất quá, muốn nghiền ép bình thường thiên đế, cái kia hẳn là cùng nghiền ép sâu kiến không sai biệt lắm. Hắc hùng cự yêu thanh âm thô kệch, con mắt nhìn xem Vũ Điêu Lang, lập tức làm cho Vũ Điêu Lang nội tâm run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Tại hắc hùng cự yêu trước mặt, hắn thật cảm thấy mình cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Hắc hùng cự yêu nhếch miệng cười một tiếng, nói, đừng hoảng hốt, nhiều cảm ơn các ngươi hộ tâm tiên trì, ta đạo tâm không có mê thất. Chỉ bất quá, hắn chuyển hướng Diệp Thần, phụ thân, ta vừa mới tô tỉnh, khả năng cần một quãng thời gian nghỉ ngơi, dung hợp kiếp trước lực lượng. Diệp Thần gật gật đầu, mặc dù tiểu cấm yêu biến thành đại hắc hùng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn tâm cũng không có thay đổi, vẫn là nhận hắn cái này phụ thân. Vũ Tranh Âm lấy dũng khí, nói Tiểu La Bạc, không, Đại Hắc Hùng, người nguyện ý lưu lại theo ta sao? Tiểu La Bạc nhìn thoáng qua, khinh thường cười nói, không có khả năng. Vũ Tranh Âm nói, có thể là chúng ta Chiêu Dương Hải Điện cứu được ngươi. Tiểu La Bạc đạo, là phụ thân ta đã cứu ta, các ngươi hộ tâm tiên trì, hắn xuất ra thiên ma cổ bảo trao đổi. Đây chính là hồn thiên đế ở lại qua thành bảo, giá trị không so với các ngươi một cái vỡ nước chỉ cao hơn. Bất quá các ngươi này hộ tâm tiên trì, cũng là dễ dàng hơn để cho ta hấp thu, ta đã nói qua cảm ơn, về sau các ngươi Chiêu Dương Hải Điện gặp khó, có thể hô ta tên thật Vong Xuyên, ta sẽ hàng lâm xuống giúp các ngươi một lần, chỉ có một lần, chính là báo đáp. Lúc này tiểu cấm yêu biến thành hắc hùng cự yêu, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đúng như thiên tôn. Nói chuyện tự có uy nghiêm cùng trật tự, không cho phản bác. Vũ Tranh Âm 10 điểm ủy khuất, nói, dù sao cũng là chúng ta cứu được ngươi, ngươi liền lưu lại làm bạn ta ngàn năm, không, trăm năm cũng tốt. Vũ Điêu Lang trầm giọng nói, tiểu nữ tu luyện thú tâm sáng choang quyết, cần muốn cường đại yêu thú trợ lực, còn mời yêu tôn rủ xuống ban thưởng ân từ, liền bồi bạn tiểu nữ trăm năm thời gian, trợ nàng thần công đại thành, đúc thành thần đỉnh, tấn thăng thượng vị thần. Ta Chiêu Dương Hải Điện vô cùng cảm kích. Bây giờ Vũ Tranh Âm tu vi, là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, đã sắp muốn bước vào cửu đỉnh cảnh, nhưng theo thiên nguyên cảnh đến cửu đỉnh cảnh, là một trời một vực khác nhau, thượng vị thần cảnh giới, vô cùng khó đi đến. Phóng nhãn không không lúc nào không, triệu tỷ tỷ triệu người tu luyện, thượng vị thần số lượng, không đến nửa thành, mỗi một cái đều là đủ để ngạo thị một phương, tự động xây dựng vạn giới vũ trụ, thống lĩnh vô số tín đồ tồn tại. Tại chân lý sẽ, đạo tông, luân hồi trận doanh, thiên khư thần điện, cổ tinh môn các loại đỉnh cấp trong thế lực, cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, cũng là trụ cột vững vàng tồn tại. Mặt khác bình thường hạ vị thần, trung vị thần, có thể thông qua tài nguyên bồi dưỡng, nhưng nghĩ bồi dưỡng thượng vị thần, chỉ dựa vào chồng chất tài nguyên là không được, thiên phú, nghị lực, cơ duyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Vũ Điêu Lang thấy hắc hùng cự yêu mạnh mẽ như thế. Có ý khiến cho hắn lưu lại, đã có thể giúp Vũ Tranh Âm đột phá thượng vị thần,
cũng có thể giúp Chiêu Dương Hải Điện quét ngang Vạn Tinh Hải, thống nhất các phương, thậm chí đưa thân thần sơn chân truyền. Tiểu La Bạc lạnh lùng nói không được thì không được, đừng nói ngàn năm trăm năm, chính là một năm cũng không được. Không phải ta không có tình người, mà là ta trên thân yêu khí mãnh liệt, người bình thường không chịu nổi, chỉ có phụ thân ta cái này luân hồi chi chủ, mới có thể chứa được ta, các ngươi còn không có tư cách lưu lại ta. Vũ Điêu Lang nói, tiểu nữ tu luyện thú tâm sáng choang quyết, có thể tiếp nhận, còn mời yêu tôn. Tiểu La Bạc con người băng lãnh quét qua, Sâm Nghiêm nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, nói không được thì không được, ta sẽ không lưu lại. Đang khi nói chuyện, Tiểu La Bạc hóa thân hắc hùng cự yêu một bàn tay, liền hướng Vũ Điêu Lang đập tới, lộ ra hết sức thiếu kiên nhẫn. Một tát này cũng không nặng, nhưng Vũ Điêu Lang đường đường Chiêu Dương Hải Điện điện chủ, không ngờ không chịu nổi, bị một bàn tay đập ngã xuống đất, máu tươi cuồng phún, tuyến thời gian ít nhất đoạn diệt năm thành, lập tức trọng thương. Phụ vương, Vũ Tranh Âm thấy thế, lập tức khóc lên, vội vàng chạy tới. Chung quanh rất nhiều Chiêu Dương Hải Điện các cường giả, cũng là rất đỗi chấn động, trợn mắt hốc mồm, nào nghĩ tới hắc hùng cự yêu cường đại như vậy, nhẹ nhàng một bàn tay, thiếu chút nữa đem Vũ Điêu Lang đập chết rồi. Hắc hùng cự yêu Tiểu La Bạc hừ một tiếng, lờ đễnh, phảng phất trong mắt hắn, Vũ Điêu Lang chẳng qua là sâu kiến thôi. Tiểu La Bạc, ai bảo ngươi động thủ lung tung? Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ thầm Tiểu Cấm Yêu khôi phục kiếp trước thực lực về sau, mặc dù đạo tâm không có mê thất, nhưng kiếp trước hung tàn thói xấu, vẫn là mang tới, làm việc lại hung ác như thế, một lời không hợp, thiếu chút nữa đem Vũ Điêu Lang đập chết rồi. Diệp Thần không muốn nghiệp chướng, lập tức thi triển xiềng xích khắp huyết rủa, tầng tầng xiềng xích đem hắc hùng cự yêu khóa lại, chính là trừng trị. Hắc hùng cự yêu bị từng bộ xiềng xích không cùng xiềng xích, thân thể không thể động đậy, vội la lên, phụ thân, ta chẳng qua là. Diệp Thần quát, im miệng. Hắn cấp tốc đi đến Vũ Điêu Lang bên người, tay cầm chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn, đem một luồng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán chú đi qua, điều dưỡng Vũ Điêu Lang thương thế, xin lỗi nói tiền bối, không có sao chứ. Vũ Điêu Lang bị thương rất nặng, thậm chí đứt gãy năm thành tuyến thời gian, tại Diệp Thần trị liệu xong, thương thế cấp tốc khôi phục, nhưng trong lòng chấn động, kinh khủng, phẫn nộ, lại không cách nào lắng lại. Tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, người vô địch, ta không lời nào để nói. Xem ra, ta là không có tư cách nói chuyện với ngươi, chỉ có thể thỉnh địa phủ tà quân đại nhân buông xuống, mới có thể cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút, đến cùng cái gì gọi là thị phi đúng sai. Người tới đây này, Vũ Điêu Lang kêu gọi tả hữu, liền muốn gọi người đi thỉnh địa phủ tà quân. Địa phủ tà quân tọa hạ đệ tử, chân lý sẽ thứ tám chân truyền Lạc Hạc Hiên đến. Chợt vào lúc này, bên ngoài có người cao giọng tuân lệnh, sau đó liền có một cái tiếp khách trưởng lão, dẫn một cái phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng thanh niên người tiến đến. Lạc đại nhân, Vũ Điêu Lang thấy người thanh niên này, lập tức lấy làm kinh hãi. Người thanh niên kia hết sức có lễ phép, hướng Vũ Điêu Lang hành lễ, Lạc Hạc Hiên gặp qua Vũ Điện Chủ. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần, Vũ Tranh Âm, Hắc Hùng cự yêu các loại. Cảm nhận được hiện trường tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Vũ Điện Chủ, không biết phát sinh chuyện gì, Lạc Hạc Hiên hỏi. Vũ Điêu Lang hừ một tiếng, đem chuyện vừa rồi, đơn giản nói một lần. Lạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, thì ra là thế, nguyên lai vị này chính là Luân Hồi Chi Chủ, tại hạ Lạc Hạc Hiên, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ. Hắn chuyển hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Diệp Thần nói, không dám. Lạc Hạc Hiên nói, ta phụng mệnh lệnh của sư phụ, chính là muốn tiếp dẫn Luân Hồi Chi Chủ, đi tinh không thần sơn. Lại hướng Vũ Điêu Lang nói, Vũ Điện Chủ, đến cho các ngươi nói, bệnh ách ma quân uy hiếp, Long Hải Thần Cung cùng nước sạch cốc, đều đã bị virus ô nhiễm, việc này sư phụ đã biết được. Nhưng bây giờ, tinh không tranh bá thi đấu sắp đến, sư phụ cũng rút không ra nhân thủ, không có cách nào phái người thủ hộ các ngươi. Hắn ban thưởng bước tiếp theo trận đồ. Chỉ cần bày ra, bố trí thủ hộ đại trận, có thể bảo đảm chúng ta Chiêu Dương Hải Điện, không có sơ hở nào, coi như lọt vào Long Hải Thần Cung cùng nước sạch cốc công kích, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Lạc Hạc Hiên móc ra một bức trận đồ quyển trục hai bên là đầu lâu, toàn thể quanh quẩn lấy một luồng u minh như địa ngục âm u tà khí, có chút xâm nhiên. Hôm qua Vũ Điêu Lang, liền phái người đi bẩm báo địa phủ tà quân, nói bệnh ách ma quân uy hiếp.
Long Hải Thần Cung cùng nước sạch bĩu môi bị ô nhiễm. Chuyện này, địa phủ Tà Quân dĩ nhiên sẽ xử lý, nhưng trước mắt tinh không tranh bá thi đấu càng khẩn yếu hơn, cho nên hắn cũng không có rút người tới, cũng thực sự rút không ra nhân thủ, ban thưởng bước tiếp theo thủ hộ trận đồ, đầy đủ đối phó uy hiếp. Chờ tinh không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, sư phụ sẽ tay xử lý nơi đây sự tình. Đến ở hôm nay, ta trước hết mang luân hồi chi chủ, đi tinh không thần sơn gặp mặt sư phụ. Lạc Hạc Hiên đem trận đồ kia quyển trục, giao cho Vũ Điêu Lang, tầm mắt lại rơi vào Diệp Thần trên thân. Vũ Điêu Lang tiếp nhận trận đồ, lại hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ đã thương ta, cũng không thể liền chạy như vậy, Lạc đại nhân, người cùng địa phủ Tà Quân đại nhân, nhất định phải làm chủ cho ta a. Lạc Hạc Hiên lập tức vô cùng khó xử, hướng chị Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người xem, có phải hay không muốn cho một điểm bồi thường? Diệp Thần gật gật đầu, cũng không muốn đem quan hệ huyên náo quá cương, nhìn một chút Hắc Hùng Cự Yêu, nói, ta tiểu yêu này tính tình hung tàn, không cẩn thận đả thương Vũ Điện Chủ, đích thật là ta không đúng, ta liền bồi thường Vũ Điện Chủ 100 vạn nguyên ngọc như thế nào? Trước đây tinh đạo Long Nữ phụ thân Diệp Thần, thì triển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, theo Long Hải Thần Cung bên trong, trộm rất nhiều thiên tài địa bảo ra tới, nhưng Diệp Thần phát một bút nho nhỏ tiền của phi nghĩa, xuất ra một điểm tới bồi thường Vũ Điêu Lang, đó là dư xài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 536.